Kim đồng tổng biên tập tham khảo tiếng Việt của Thế Việt Nam. Đối với học viện á, hoàn thường là Lũng Hoa, Quỳnh Pháp của Học viện Quỹ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Và đối với trong tông môn Phật giáo Phất Sĩ á, hòa thượng là bậc đại sư huynh với vai trò là phó trưởng ban thường trực giáo phẩm hệ phái và giáo hoàng, làm chánh thư ký trợ lý cho quý ngài. Do đó cũng xin rất là hoan hỷ với sự hiện diện quang lâm của hòa thượng. Thay vì chiều hôm nay hòa thượng được nghỉ ngơi, nhưng mà rồi hòa thượng từ mẫn quang lâm đồng hành với chúng con, do vậy xin để chúng dâng cao một tràng pháo tay. Và kính thưa các vị diễn giả và cử tọa, các vị diễn giả thì nếu được phải lên trên đây ngồi luôn cho nó ấm áp. Xin mời các vị diễn giả. Mời hai vị diễn giả lên, một vị ngồi bên hòa thượng Minh Thành, rồi một vị ngồi bên đây, thỉnh hòa thượng ngồi chính giữa. Mời hai vị đại đức nghiên cứu sinh, đại đức học viên cơ học Thích Duy Tuệ, và một vị nữa là tiến sĩ Đặng Thị Minh Phượng. Xin mời tiến sĩ Đặng. Vâng, nếu mà cư sĩ thay thế cũng được, bên phía đây cũng được. Chào hòa thượng và thưa đại chúng, cái chủ đề 3 là các phương pháp và phong trào thiền nguyên thủy tại Việt Nam hiện nay, gồm có 7 bài. Sáng hôm nay hòa thượng đạo hiệu Thích Minh Thành và thượng tọa Thích Trí Chơn đã chủ trì cho 4 vị diễn giả trình bày với 4 nội dung cũng có cái độ là tương đồng và chắc chắn cũng có nhiều sự khác biệt rồi. Chiều hôm nay theo cái kế hoạch của ban tổ chức là mời 3 vị diễn giả trình bày với 3 đề tài, nhưng có một vị vì lý do đặc biệt cho nên xin vắng, cho đó còn 2 vị diễn giả. Thì kính bạch hòa thượng cùng toàn thể đại chúng, với đề tài là trong cái nhóm chung á là thiền tứ niệm xứ và các cái phong trào là thiền nguyên thủy nói chung về thiền tứ niệm xứ ở tại Việt Nam. Thì chiều hôm nay có một bài rất là đặc thù, đi ngay vào là thiền tứ niệm xứ, pháp hành cốt lõi của đạo Phật, do học viên cao học đại đức Thích Duy Tuệ sẽ trình bày. Xin đại chúng dâng cao một tràng vỗ tay để bày tỏ niềm hoan hỷ và cổ vũ đại đức Thích Duy Tuệ trình bày bài thâm luận của mình. Và thay vì là bài nhiều á thì chúng ta mới giới hạn 10 phút, 15 phút gì đó. Một hôm nay chúng ta là phiên 2 lẫn phiên 3, cộng 2 phiên mà chỉ có 2 bài à. Cho nên thôi thì cho nói một cách thoải mái, nói chừng nào thấy vừa đủ thì xin nghỉ thôi, chứ không có giới hạn thời gian. Bạch hòa thượng ha. Cảm ơn Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng và thượng tọa, cử tọa, điều phối hội thảo. Kính thưa quý học giả, trước tiên con xin bày tỏ niềm hoan hỷ khi bài thâm luận của con được chọn để biên tập, và càng hoan hỷ hơn là được chọn để thuyết trình ngày hôm nay. Dạ, đến với buổi thuyết trình hôm nay thì chúng con xin đóng góp bài thâm luận có tựa đề Tứ Niệm Xứ Pháp Hành Cốt Lõi của Đạo Phật. Qua đi ạ, qua. Thì để nghiên cứu cái chủ đề này thì chúng con sẽ đặt ra 3 câu hỏi nghiên cứu. Đó là: tứ niệm xứ và tầm quan trọng của nó trong Phật giáo là gì? Thứ hai, các duyên hay là điều kiện để hỗ trợ cho pháp tu tứ niệm xứ. Thứ ba, lợi ích của việc thực hành tứ niệm xứ là gì? Và phương pháp nghiên cứu để chúng con thực hiện nghiên cứu này đó là dùng phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp văn bản học và phương pháp thông diễn. Xin qua đây. Thì kính thưa chư tôn đức, kính thưa quý học giả,
Thì lịch sử Phật giáo và các học thuyết chính thống đều có chung quan điểm về tứ niệm xứ là pháp hành quan trọng, không thể thiếu trên đạo lộ tu tập giác ngộ giải thoát. Vì vậy, pháp tu này được đề cập trong rất nhiều bản kinh thuộc nhiều truyền thống, nhưng tiêu biểu nhất là nằm trong hệ văn học thánh điển Pali. Thì nhiều kinh điển đều cho rằng tứ niệm xứ là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chứng chánh trí và chứng ngộ niết bàn. Do đó, việc nghiên cứu pháp tu này là một việc làm cần thiết để hỗ trợ cho người tu học Phật biết về cái phương pháp thực nghiệm để trao dồi đời sống tâm linh của mình. Và phần kế tiếp chúng con xin trình bày đó là lý thuyết chung về tứ niệm xứ. Thì trong phiên hồi sáng này thì các học giả đa phần là bỏ qua cái phần giới thiệu về tứ niệm xứ, nhưng là chúng con theo dõi từ sáng là có một số vị là họ một số khái niệm về tứ niệm xứ họ trình bày cũng chưa có phù hợp thỏa đáng lắm. Vì vậy chúng con xin sẽ sơ lược lại theo nghiên cứu của mình. Thì tứ niệm xứ hay thiền chánh niệm có tiếng Pali là Chattarosatipatthana, và tứ niệm xứ cũng được gọi là thiền minh sát hay thiền quán. Đây là pháp tu của sự tự chuyển hóa bằng cách quan sát để thấy rõ sự vận hành hay các biểu hiện của thân tâm ngay trong hiện tại để kịp thời điều chỉnh, làm lắng dịu chúng. Và ở điểm này thì chúng con xin trình bày thêm về một nhiều khái niệm về tứ niệm xứ mà chúng con đúc kết lại. Thì chúng ta nên hiểu tứ niệm xứ là sự ghi nhận hay biết và ý thức một cách đúng đắn vào đối tượng như nó đang là. Và có bốn lĩnh vực của chánh niệm, đó là ghi nhận đầy đủ hay biết rõ ràng về các hoạt động hiện tại của thân, của thọ, của tâm và của pháp. Đó, xin qua like đi. Thì cái phần trọng tâm mà chúng con muốn trình bày trong tham luận của mình đó là cái phần các nhân tố trợ duyên cho việc thực tập tứ niệm xứ mà lúc hồi sáng có vị đã các học giả đã bỏ, đã chưa đề cập tới phần này. Đó là cái nhân tố đầu tiên của nền tảng cho việc thực tập tứ niệm xứ, đó là vị hành giả phải có giới hạnh hay là đạo đức. Thì đối với người cư sĩ tại gia thì đạo đức của người cư sĩ đó là năm giới hay là tám giới. Còn người xuất gia thì những đó là những giới bổn tỳ kheo hay là giới bổn tỳ kheo ni. Thì đối với một hành giả dù tu thiền chỉ hay thiền quán thì giới hạnh đạo đức là điều tiên quyết để chúng ta thành tựu. Thứ hai, nhân tố trợ duyên thứ hai đó là có địa điểm thích hợp. Trong kinh niệm xứ và kinh đại niệm xứ, Đức Phật có nêu ra ba địa điểm thích hợp cho vị hành thiền, đó là gốc cây, khu rừng và căn nhà trống. Thì sở dĩ Đức Phật nêu ra ba cái địa điểm này vì chúng có không gian yên tĩnh, vắng lặng, rất thích hợp cho người hành thiền. Vì trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy tiếng ồn là cây gai cho thiền. Do đó vị hành giả lựa chọn cái địa điểm thích hợp thì rất là quan trọng. Thứ ba, đó là vị hành giả phải có tứ như ý túc. Thì Đức Phật dạy đạo cũng như đời, chúng ta muốn thành công bất cứ công việc gì thì chúng ta cũng phải có tứ như ý túc. Thứ nhất, đầu tiên đó là ước muốn mãnh liệt trong thiện pháp, đó là dục như ý túc. Thứ hai, đó là cần như ý túc, đó là sự nỗ lực đúng mức, không quá sức, không nản chí. Và cái thứ ba đó là vị hành giả phải có tâm thiện. Vì bản chất của tâm thiện đó là sự khéo léo. Và khi chúng ta làm bất cứ công việc gì với tâm thiện thì chúng ta sẽ có cơ hội đạt được sự thành tựu. Và cuối cùng là vị hành giả phải có trí tuệ, hay gọi là thẩm như ý túc.
Thì đây nếu phân tích ở trong vi diệu pháp thì tứ như ý túc nằm trong 37 tâm thiện. Thì đây chính là ba điều kiện mà chúng con cho rằng là hỗ trợ cho vị hành giả tứ niệm xứ đạt tới tự thành tựu viên mãn. Thì việc thực tập tứ niệm xứ sẽ giúp cho hành giả quan sát các pháp bằng thái độ trung thực. Từ đó vị hành giả sẽ không còn bám víu, dính mắc vào các đối tượng, trạng thái, cảm xúc như là được mất khen chê, vinh nhục, buồn vui. Thì lúc này vị hành giả sẽ quan sát các pháp nói một cách ngắn gọn thì vị hành giả sẽ thấy rõ sự vận hành của chúng. Xin Swalai. Thì nói như Edward Pons thì lợi ích của tứ niệm xứ sẽ giúp thúc đẩy phát triển tâm linh, làm giảm thiểu các ảnh hưởng của khổ đau, giúp lắng dịu tâm trí, làm hiện lộ tất cả những bản chất thật của sự tồn tại. Và sau cùng thì tứ niệm xứ là một phương pháp giúp chúng ta nhìn nhận, quan sát cái ở bên trong con người đang khi con người chúng ta có khuynh hướng hướng ra bên ngoài. Thứ hai thì đây là con đường thực nghiệm đúng đắn và hiệu quả. Thì riêng về pháp tu này thì có nhiều quan kiến trái chiều cho rằng không chỉ tứ niệm xứ là pháp tu duy nhất, nhưng theo sự nghiên cứu của chúng con thì đây là pháp tu thực nghiệm trong Phật giáo, vì không có một pháp tu nào được trình bày phân tích về thân tâm của một chúng sanh đầy đủ như tứ niệm xứ được trình bày trong kinh Trung Bộ và kinh Trường Bộ. Thứ ba, tứ niệm xứ là nền tảng đáng tin cậy để giúp giải quyết những bất an trong cuộc sống đương đại hiện nay. Và phần trình bày của chúng con đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính thưa đại chúng, với bài thuyết trình của Đại Đức Thích Duy Tuệ với cái tựa là pháp hành tứ niệm xứ, pháp hành cốt lõi của đạo Phật. Vì chuẩn bị có 10 phút để trình bày cái hội thảo như cái quy định lâu nay đó, do đó mà thầy trình bày nó cũng hơi vắn tắt so với cái thời lượng mà cho phép hiện nay của chúng ta. Thì kính bạch hòa thượng và thưa đại chúng đó, bản thân chúng tôi á thì nghe nó có một cái vấn đề cũng cần phải hỏi lại để bản thân cũng được học và cũng làm có thể là làm cho đại chúng không còn nghi. Một cái vấn đề cho rằng tứ niệm xứ dựa hai bài kinh là ai cũng biết rồi, kinh niệm xứ số 10 ở trong Trung Bộ kinh và kinh Đại Niệm Xứ và Satipatthana trong Trường Bộ đó, thì trong đó có một yếu tố là hành giả cần phải có giới hạnh thì là đương nhiên rồi, nhưng mà bài kinh này thì không có giới, không có nhắc tới. Và khi chúng ta nghe những bài giảng của ngài Quan Ca chẳng hạn, hoặc là của các vị là thiền sư khác thì các vị cũng đều khẳng định là có giới hạn, thì điều này không có gì phải đặt ra. Thứ hai là nói đến cái địa điểm, thì địa điểm này bài kinh này cũng nói một cách cũng là tượng trưng thôi, chứ sư hòa không nghĩ rằng là liệt kê bấy nhiêu là đủ, là khu rừng gốc cây hay ngôi nhà trống, ở nhiều chỗ khác là bãi tha ma, là khe núi vân vân. Thì nói chung là cái địa điểm thì cũng có thể là chúng ta cũng có thể thừa nhận được. Nhưng có một cái điểm mới, đó là hành giả cần tứ như y túc. Thầy dựa vào cái đoạn kinh nào ở trong bài kinh niệm xứ số 10 trong Trung Bộ, hoặc là đại niệm xứ trong kinh Trường Bộ, hoặc là trong tương ưng niệm xứ, trong tương ưng từ nó có 56 phần, thì như vậy nó cũng có một phần niệm xứ nữa, thì dựa vào cái đoạn nào cho rằng cần phải có tứ như ý túc.
Đây là điều mà bản thân giáo hoàng khi mình nghe qua cũng có cái sự suy tư và cũng muốn học hỏi về điểm này, và sau đó chúng ta tiếp tục thảo luận. Bởi vì chúng ta còn dư thời gian á, cho nên chúng ta thông thả thảo luận sâu một chút xíu á. Kính bạch hòa thượng và thượng tọa, chủ tọa, thì bài tham luận của chúng con á, là lúc đầu á, là chúng con chỉ đề cập đến chủ yếu là nghiên cứu trong kinh niệm xứ của Trung Bộ và kinh Đại Niệm Xứ của Trường Bộ. Thì chúng con xin nhắc lại là cái trú xứ thích hợp cho vị hành thiền, thì ba nơi chốn đó là nó tượng trưng cho cái không gian hành thiền yên tĩnh, không bị người khác làm phiền. Đó là cái ý dụ ngôn của Đức Phật về ba cái nơi chốn trong hai bài kinh. Con xin trả lời câu đó. Còn về tứ như ý túc thì đây là một chi phần nằm trong 37 phần trợ đạo, và cái này là theo quan kiến của chúng con đưa vào những điều kiện trợ duyên. Vì chúng ta không thể thành công bất cứ một công việc gì, từ công việc cho tới việc tu tập, mà chúng ta không có cái ước muốn mãnh liệt với nó. Và thứ hai, chúng ta cũng không thể thành công khi chúng ta không có sự nỗ lực đúng mức. Ở đây cần như ý túc là sự nỗ lực đúng mức, nghĩa là hành giả không được quá khả năng của mình, và cũng không được làm một cách hời hợt mà phải là đúng mức. Đó là những cái lý do mà chúng con cố ý để chúng con đưa vào những nhân tố trợ duyên cho việc thực tập tứ niệm xứ. Kính thưa quý vị, thì 37 phẩm trợ đạo thì mình tách ra độc lập mình tu cũng được, mình phối hợp nhau tu cũng được. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần, trong nhiều bài kinh Đức Phật tách biệt ra và giảng giải cũng đủ giúp cho hành giả thực hiện một cái lộ trình trọn vẹn, không cần phải là phối hợp. Nhưng cũng có nhiều cái trường hợp thì cũng cần phối hợp. Nhưng ở đây á, là dựa vào hai bài kinh. Hai bài kinh này rất là cơ bản, nó gần như là 90 thôi, trên lệch sau không bao nhiêu. Bài kinh niệm xứ và bài kinh đại niệm xứ giáo hoàng đã từng đối chiếu từng đoạn, câu từng câu. Và quả thật là không có cái yếu tố như tứ như ý túc mà ở trong cái bản kinh này nè. Ba gói hành trang mà hành giả cần phải đem theo cho trên từng bước trên cái lộ trình của chúng tôi tu tập. Đó là chánh niệm, đó là tinh cần, đó là tỉnh giác. Ba yếu tố khi nói này, các tỳ kheo, cái vị tỳ kheo khi quán thân trên thân, khi quán thọ trên thọ, khi quán tâm trên tâm, khi quán pháp trên các pháp, vị tỳ kheo cần phải chánh niệm, tinh cần, tỉnh giác để chế ngự tham ưu ở đời. Mà điều đó được lặp đi lặp lại qua bốn cái mệnh đề một cách khẩn quyết. Và điều này, kính thưa quý vị, giáo hoàng cũng có nhân duyên đọc vài cái thiền phẩm của các vị, thì các vị cũng nhấn mạnh rất là cao về ba cái gói hành trang này. Cho nên giáo hoàng nghĩ rằng với cái lời Đức Phật dạy về trong kinh niệm xứ, chúng ta không cần thêm. Đó là cái ý kiến trước nhất của giáo hoàng. Tại vì chúng ta đang luận giải về cái lộ trình tứ niệm xứ mà chúng ta y vào kinh. Còn nếu đây là quan điểm riêng mình thêm vô thì cũng ghi nhận. Chúng ta cũng ghi nhận đây là cái nhận thức mới, cái suy tư mới của diễn giả. Thì khách quan mà nói thì chúng ta cũng ghi nhận hết. Nhưng mà nói để y cứ vào kinh đó, thì sự thật là không có thấy. Đây thì đây cũng còn riêng nói về tứ như túc á, đó là cái giai đoạn cuối cùng của cái sự tu tập, nó mãnh liệt
và siêng năng cái cần như cái thuốc nó khác với tứ chánh cần nữa. Đó là giai đoạn cuối cùng mà ta ví như là cái người chạy marathon chạy tới giai đoạn nước cũng chạy nhanh, hoặc là người nhẹ nhảy sào tới nhẹ chạy tới nó tụng búng người lên à, cái đó gọi là dục như yếu tố, là mong muốn cần như yếu tố, dục thì là mong muốn cách mãnh liệt, cần như yếu tố cũng một sự siêng năng mãnh liệt, ví dụ thế. Thì cái phần này trong đại kinh niệm xứ rồi kinh niệm xứ thì quả thật là không có nêu ra. Và một điểm nữa trong kinh nói đây là con đường bản dịch của bên trong, bản dịch của bên trong đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Bản dịch Ôn Minh Châu dịch cái thuật ngữ là Ekamiko Yanoi gì đó là con đường độc nhất, nhưng một vị nghiên cứu về viết về luận án tiến sĩ tứ niệm xứ đó thì dịch là con đường trực tiếp, direct path, cái con đường trực tiếp nó đi ngay vào chứ không có đi vòng vo nữa, để đạt được cái sự giác ngộ. Rồi trong đó chia thành là bảy chi, gọi là bảy cái lợi ích, là thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Với bảy cái lợi ích đó thì về vấn đề mà cái bản dịch con đường độc nhất hay là con đường trực tiếp cũng là một chỗ để chúng ta cũng quan tâm và suy tư. Cho nên với cái trình bày của thầy, đề tài là pháp hành cốt lõi của đạo Phật tứ niệm xứ, nếu được trình bày rộng sâu hơn một chút xíu nữa, nhưng mà để muốn đọc bây giờ để thầy có thời gian chuẩn bị chút xíu, sau khi diễn giải thứ hai trình bày xong rồi chúng ta có nhiều thời gian, và thầy lúc bây giờ đủ thời gian để sắp xếp lại các ý tưởng và trình bày bổ sung cho cái bài này này. Đây là cái cơ hội để thầy trình bày sau. Bình thường có 10 phút mà không đủ thời gian nữa, cứ nghe rung chuông đánh kẽn, nhưng bây giờ rất là thông thả. Nhưng mà yêu cầu thầy là trình bày liền thì có vẻ cũng hơi gấp đối với thầy. Thì kính bạch quý ngài và thưa đại chúng, giáo hoàng nghĩ rằng là thỉnh thầy sẽ trình bày sau khi diễn giảng thứ hai, hiểu ý thầy được không? Được ha. Rồi, để thầy sẽ trình bày tiếp à, nhưng mà trình bày liền thì nó hơi gấp quá. Thôi thì mời diễn giả thứ hai là Phật tử Nguyễn Ngọc Hùng, Phật tử Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Hùng cùng đồng tác giả với tiến sĩ Đặng Thị Minh Phượng trình bày cái tham luận với đề tài là sự truyền thừa pháp môn thiền nguyên thủy ở Việt Nam. Mở ngọc đơn 1938 đến 2023 đóng ngọc đơn. Như vậy là từ lúc mà Phật giáo Nguyên Thủy được có mặt ở Việt Nam, khi thành lập giáo hội Tân Dạ, giáo hội Phật giáo Nguyên Thủy cho đến ngày nay. Xin trân trọng kính mời Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Hùng. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn đức và quý hành giả học giả. Con xin trình bày cái tham luận là sự truyền thừa pháp môn thiền nguyên thủy ở Việt Nam 1938 2023. Thì cái phần trình bày con phần mở đầu hai nhỏ và phần ba nhỏ là kết luận. Và trong cái lại tiếp theo chúng ta lại có mấy phần nhỏ như là bối cảnh, các trung tâm thiền, phương pháp và giá trị ứng dụng và kết luận. Và phần một nhỏ của con thì nói về cái bối cảnh lịch sử hình thành thiền nguyên thủy ở Việt Nam. Thì như vậy thì thiền nguyên thủy ở Việt Nam chúng ta được du nhập, nó gắn liền với cái bối cảnh lịch sử. Và tính từ năm 1935
38 đổ về trước đó thì Phật giáo Việt Nam chúng ta chỉ có mỗi một Phật giáo Bắc truyền, Đại thừa hay là Mahayana. Và cái bối cảnh lịch sử thì sau khi mà Việt Nam chúng ta bị thực dân Pháp xâm lược và nhà Nguyễn đã chấp nhận đầu hàng và thực dân Pháp đã đặt cái ách thống trị trên toàn cõi Việt Nam chúng ta, thì lúc bấy giờ thì những người Việt chúng ta đã làm việc cho thực dân Pháp trong ngành quả xa, trong ngành y tế. Và cụ thể y tế thì đó là bác sĩ thú y Lê Văn Giảng. Và ngành quả xa thì là giám đốc quả xa miền Nam lúc bấy giờ là ông Nguyễn Văn Hiểu. Và hai vị này là hai người bạn thân với nhau và gặp nhau năm 1935 và hứa hẹn là để truyền thừa cái Phật giáo Nguyên Thủy về Việt Nam. Nhưng mà thì trước đó ở Việt Nam chúng ta không có Phật giáo Nguyên Thủy tộc người Kinh, còn ở Khmer miền Tây á thì nó cũng là có quá trình trên dưới ngàn năm rồi, nhưng mà nó ảnh hưởng ở cái tộc người Kinh chúng ta thì hạn chế lắm, ít ỏi lắm, nhưng mà nó không hình thành được một cái Phật giáo Nguyên Thủy tộc người Kinh. Như vậy thì chỉ sau đến năm 1938 thì cái ngôi chùa ở Gò Dưa, Tam Bình, Thủ Đức, thành phố Thủ Đức ngày nay á, ở số 171/10 quốc lộ 1A, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Thì bây giờ ông Văn Hiểu ổng hẹn hứa hẹn với những người bạn và với lại bác sĩ Lê Văn Giảng. Thì ở đây ở Việt Nam thì ông Văn Hiểu thành lập xây dựng cái chùa, còn bác sĩ Lê Văn Giảng lúc bây giờ ông ta công tác ở Campuchia và tầm cầu giáo pháp, tập trung những giáo pháp, và sau đó ông lập một cái chùa Sùng Đức ở Campuchia, quận 4 bên ấy. Và bây giờ do cái bối cảnh lịch sử thì cái chùa đó cũng đã bị không còn nữa, không còn nữa. Và khi năm 38 nó hình thành xong cái chùa thì ông Lê Văn Hiểu mới báo cho bác sĩ Lê Văn Giảng và chờ bác sĩ Lê Văn Giảng xuất gia. Đến ngày 15 tháng 4 năm 1940 thì cái chùa Bửu Quang là Kiết Giới Sima, và cái đoàn Phật giáo Chư Tăng của Campuchia do Hòa Thượng Somdet Chunat và 30 vị tỳ khưu về làm lễ Kiết Giới Sima, trong đó có ông Lê Văn Giảng. Ở cây Bồ Đề chúng ta nhìn thấy trước mặt đó là cũng được trồng cùng thời với lại lễ Kiết Giới đó. Và mấy tháng sau thì năm ngày 15 tháng 10 tháng 4 thì Kiết Giới Sima, tháng 10 thì ông Lê Văn Giảng xuất gia. Xuất gia thẳng tỳ khưu luôn, không đi qua cái con đường sa di. Đó là cái bối cảnh lịch sử mà hình thành nên cái Phật giáo Nguyên Thủy Pháp Môn Truyền Thừa. Và như vậy thì có cái chùa này thì mỗi sáng thứ bảy chủ nhật thì ông Lê Văn Hiểu cùng những người bạn về đây hành thiền, hành thiền. Và sau đó thì cái Phật giáo Nguyên Thủy nó được lan rộng ra những cái nơi khác, ví dụ như là tận Huế ở chùa Tăng Quang và chùa Tam Bảo, số 323 Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, Đà Nẵng á. Như vậy thì Đà Nẵng trở thành một cái trung tâm, cái tổ đình của Phật giáo Nguyên Thủy miền Trung. Và ngoài đó thì lại hoạt động mạnh hơn nhờ cái tỳ khưu Giới Nghiêm, lúc bây giờ là tỳ khưu chưa phải là hòa thượng, thì đã cùng với những người thiện nam tín nữ và xin thành lập cái hội Phật giáo Việt Nam Nguyên Thủy mà chúng ta nhìn trên bảng thấy đó là ngày 18 tháng 12 trên năm ngày 21 tháng 10 năm 1955 á, do Phật giáo do Trung Phần, chính quyền Trung Phần ngày đó cho phép, nhưng mà chỉ hoạt động ở Trung Phần thôi. Rồi sau đó thì cái hội Phật giáo ở Sài Gòn chúng ta do ông Yên Hiểu ổng xin thành lập, thì vậy thì cái miền Trung hoạt động mạnh hơn, thành lập cái hội Phật giáo Nguyên Thủy trước, rồi sau đó tới miền Nam, và cuối cùng thì là cái giáo hội Tăng Nhân Thủy Việt Nam đã được Bộ Nội vụ Hữu Tiến Hưng ký cho phép thành lập cuối năm 57, trên bảng chúng ta là ngày 18 tháng 12. Và sau đó thì
giáo hội là công khai, công khai. Và có khi đã có pháp nhân pháp lý, nhân lý. Thì từ đó thì chúng ta hiểu dưới đó là các trung tâm thiền là các từ viện, các từ viện. Xin mở like tiếp ạ. Các từ viện thì mỗi một cái từ viện, một cái chùa như vậy đó là một cái trung tâm thiền, trung tâm thiền. Và cái chùa thứ hai hoặc là thứ ba đây cũng vậy cũng được nè, thì đó là cái chùa Giác Quang ở 45 Lương Văn Can, quận 8. Và sau khi cái chùa Vũ Quang bị thực dân Pháp, nó trong bối cảnh lịch sử ta tái chiếm lần thứ hai á, thì các ông bỏ chùa đó về đây thành lập. Và cùng đó thì ông ngài Dương Văn Thêm ở tu học ở Campuchia về và thành lập cái chùa ở đây, và sau này trở thành hòa thượng. Rồi cái chùa tiếp theo đó là cái trung tâm thiền định thứ hai và thứ ba cũng được, đó là kỳ viên. Vì chúng ta hiểu thứ hai á là cái thời gian nó có trước, nhưng mà hiểu là thứ ba á, thì đến năm 49 á, thì mới xây lại cái chùa khác do chiến tranh, do quả hoạn. Thì bây giờ cái chùa thứ hai này chúng ta hiểu đó là cái giáo hội Phật giáo Trung ương sau khi mà có được tư cách pháp nhân pháp lý. Và như vậy thì cái chùa này trở thành là cái tổ chức Trung ương, tổ chức Trung ương. Và nó chỉ hoạt động tới từ năm 57 đến năm 81 thì gia nhập giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và từ đấy thì đây không còn là cái giáo hội Trung ương nữa, không còn trụ sở Trung ương nữa. Và trong cái buổi ra mắt đó thì có một cái trong cái chương trình điều lệ của giáo hội á, giáo hội có nhắc tới trong cái chương 511 mục C ghi thì là cái phần C có ghi là phần thiền định, trưởng ban phụ trách phần thiền định. Và mỗi trưởng ban như vậy thì có nhiệm vụ là dạy thiền định cho các tín đồ và tăng đồ. Như vậy thì ngay từ đầu thành lập được một cái giáo hội sau mấy chục năm thì cái vấn đề thiền định đã được giáo hội đặc biệt quan tâm. Như vậy thì chúng ta hiểu từ tới cái giai đoạn này là thiền nguyên thủy đã được du nhập theo quá trình từng từ như vậy. Rồi cái trung tâm thiền định tiếp theo á, ở đây tôi không ghi tới đó là cái chùa Bủ Long ngày nay, 81 Nguyễn Xiển, đường Nguyễn Xiển á, gần cầu Đồng Nai. Thì lúc bây giờ thì năm 1942 thì cư sĩ Võ Hạ Phật đã mua miếng đất này để hành thiền cho tất cả những tín đồ mà có muốn hành thiền. Nhưng mà đến sau khi thành lập được giáo hội Tăng Già thì ông Võ Hạ Phật cũng mới cúng dường miếng đất này cho giáo hội. Và từ đó nó trở đi nó tới bây giờ, và nó đã là chùa Bủ Long, và đã hình thành được cái chùa mới, là xây mới mà chúng ta hay gọi là chùa Thái Lan á. Rồi tiếp theo nữa là cái trung tâm thiền định tiếp theo là Thiền viện Phước Sơn ở 368 ở tỉnh Đồng Nai chúng ta. Rồi hay gọi là chùa Lá Giang á. Thì cái nơi này là trung tâm mạnh nhất, tổ chức liên tục các khóa thiền trong tháng, trong năm, không lúc nào ngưng nghỉ hết. Khóa 10 ngày, khóa 5 ngày, khóa 4 ngày. Thậm chí tổ chức xuất gia vô duyên cho cả mấy trăm người, cả ngàn người. Và gần đây nhất là khóa hè vừa rồi là năm nào cũng vô duyên hết. Rồi tiếp theo đó là cái chùa Thiền viện Phật giáo Nguyên Thủy. Thiền viện Nguyên Thủy ở quận 2 chúng ta. Thì cũng tổ chức liên tục các khóa thiền. Tất nhiên là những cái khóa thiền này từ Thiền viện Phước Sơn cho tới các chùa Nguyên Thủy thì cũng mời các thiền sư ở Myanmar hoặc là thiền sư ở Việt Nam chúng ta về hướng dẫn. Và liên tục như vậy, cũng liên tục. Hiện tại thì chùa Nguyên Thủy chúng ta hiện đang có cái khóa xuất gia nhân viên đó. Xin cho like khác ạ. Rồi chúng ta sang cái pháp hành.
Thiền định là các phương pháp. Phương pháp thì chúng ta có tập trung vô hai cái pháp hành là pháp hành thiền định và pháp hành thiền tuệ. Và Hòa Thượng Hộ Pháp sau khi mà đi học Ông Bima về, Ngài có soạn hai cái quyển là pháp hành thiền định và pháp hành thiền tuệ. Và pháp hành thiền định thì chúng ta thấy trên bảng là phát triển tỉ giác để phát triệt mọi hiện tượng và khẳng định một vị trí trong tiến trình thiền định. Và để phân biệt thiền định với thiền tuệ Vipassana thì chúng ta có những mục A, B, C, D, E, F đó. Thứ nhất là đối tượng thì của thiền định là gồm 40 đề mục thuộc về thực tế. Và phương tiện thì tinh tấn niệm và tỉnh giác, và phương pháp thì chọn lựa một đối tượng duy nhất trong 40 đề mục. Và diễn tiến thì chú tâm cho đề mục duy nhất đã chọn và phận sự là hết chế năm triền cái tạm thời trong thời gian nhất định. Thì năm triền cái chúng ta phải nhìn thấy là tham dục sân hận không trọng hiền viên tạo hối và hoài nghi. Và kết quả là tâm định và chứng đắc sơ thiền. Và đây là cái thiền mà trước khi mà Đức Phật có những hiệu phẩm. Và đây là thiền ngoại ngoài. Còn cái phần hiện tại là pháp hành hiện tại Vipassana Bhavana là có từ khi gì? Đức Phật chánh giác, chánh đẳng chánh giác, danh hiệu Đức Phật Kitô Ma xuất hiện trên thế gian. Và pháp hành hiện tại được ghi nhận là ký tập trong trường bộ kinh, kinh Đại Niệm Xứ. Trong trung bộ kinh thì kinh Niệm Xứ và kinh Nhập Tức Xuất Niệm. Và để phân biệt với thiền định thì chúng ta có cũng tương tự như bên phần phân biệt với hiện tại thì cũng tương tự như thiền định như hồi nãy chúng ta nói. Đó là đối tượng thì nó là đối tượng chân đế, gồm 4 đề mục: thân thọ tâm pháp. Và phương tiện thì tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Còn phương pháp ghi nhận hơi thở vào ra nơi cái mũi, đầu chóc mũi chúng ta. Và diễn tiến thì chánh niệm các đề mục hơi thở hoặc đi đứng nằm ngồi ở bất kỳ cái động nào chân thân. Ở phần sự là chế ngự, cũng chế ngự năm trường cái, nhưng mà kết quả khác hẳn. Chúng ta thấy là kết quả thứ nhất là lâu nhất là 7 năm, có thể chứng một trong hai quả ngay trong đời hiện tại. Một là vô lậu chánh trí, nếu không thì quả bất hòa. Này các tỳ kheo, không nhất thiết phải tu tập đến 7 năm, trong 6 năm, 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm hoặc 7 tháng. 6 tháng, 5 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng, nửa tháng, thậm chí 7 ngày. 7 ngày thôi, có thể chứng đắc một trong hai quả vô lậu chánh trí hoặc bất hoàn. Vậy thì chúng ta cần 7 ngày, nhưng mà chúng quan trọng chúng ta tiêu cái gì trong đó mà để được 7 ngày và chứng đạo là cả một vấn đề đó. Và kinh ảnh chúng ta là có cái hình ảnh là phát hành hiện tuệ, cuốn sách của Ngài Hòa Thượng Hộ Pháp phát hành. Và ảnh bên dưới là ảnh một sa di ra thực hành pháp hành hiện tại hay thở ra hay thở vào. Xin cho like tiếp ạ. Rồi các giá trị ứng dụng thì căn cứ bài kinh Tử Niệm Xứ thì chúng ta thấy là gì, nó có một cái giá trị tuyệt đối tuyệt vời. Tính cái giá trị đó mà mới hình thành lên đạo Phật và những người con Phật chúng ta đi theo. Đó là gì? Đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh. Thanh tịnh là chúng ta rất cần, chứ hơn cái phiền não trong đời sống chúng ta mệt mỏi lắm à. Và vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Và tiếp theo là người tu mà chưa hành thiền Vipassana là chưa hiểu Phật giáo nguyên thủy. Người hành thiền này có công năng là bớt căng thẳng, buông bỏ những gì đáng buông bỏ. Và tâm tư luôn nghĩ xả vô dung, luôn bao dung. Và tiếp theo là thiền là một trong những phương pháp tu hành giúp chúng ta tĩnh tâm này, căng thẳng giảm rõ hơn, nâng cao duy trì sức khỏe, mang lại cái đời sống bình an. Và làm cho chúng ta gì? Thân tâm thanh tịnh, trong sáng, đoạn trừ cái dục vọng, đoạn trừ tham sân si. Tiến hành đạo quả đó là mục đích của hành giả và được làm cho sung mãn, đưa đến cảm hứng lớn, đưa đến chứng ngộ quả minh là giải thoát, được kết quả lớn, được công đức lớn. Như vậy thì cái giá trị rất là tuyệt vời và chúng ta chỉ mong có bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà đạt được hay không là cả một vấn đề của đặt câu hỏi đặt ra để trả lời. Và tiếp theo cái giá trị thì
chúng ta nhìn hình thấy đó là hồ chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta đáng ngồi thiền hay thở trong hang lá hang đá và cảm nhận nhất thiền trong 14 lời thiền, lời khuyên về quy tắc ứng xử của chủ tịch Hồ Chí Minh thì chúng ta thấy có 14 điều trên bảng Minh Họa. Đó là suy nghĩ trước khi nói, điều hai là kiên quyết khi thi hành cái gì đó, và điều ba là thận trọng khi cầm bút, và điều bốn là bình tĩnh sáng suốt lúc nghi nan, và điều năm là nhẫn nại ôn hòa khi tức giận, và điều sáu là nguyên tắc quá thì sẽ mất việc, tức nghĩa là chúng ta đừng quá cái nguyên tắc, nó linh động linh hoạt trong công việc. Và điều bảy là hẳng hắn quá mất lòng mất lòng. Và điều tám là giải quyết khéo léo từng trường hợp, và điều chín là gác việc riêng mưu sự nghiệp, và điều mười là bỏ đa sầu đa cảm để đời vui, điều một là vui vẻ là liều thuốc sống, và điều 12 là vui vẻ phấn đấu mới hăng, điều 13 là vui vẻ mới gần quần chúng, và điều 4 là vui vẻ mới giàu tình cảm. Đó là những cái tư liệu tôi tìm được ở trên mạng. Và phần cuối cùng tôi xin kết luận thì quá trình duyên thừa nguyên thủy Việt Nam từ 38 đến 2023 và những giá trị ứng dụng của hiện trạng đời sống Việt Nam mà chúng tôi đã khai phát trên có một vai trò vô cùng lớn trong quá khứ cũng như trong đời sống hiện tại của một bộ phận không nhỏ người dân Việt Nam chúng ta, và hết sức giá trị, cần thiết và không thể nghĩ bàn. Ở đây tôi dùng như một bộ phận người dân không nhỏ, hoặc là bộ phận không nhỏ cũng vậy, vì không vì đạo Phật không phải chúng ta cũng theo hết, còn nhiều đạo khác họ theo, người dân họ theo những đạo khác nữa, chỉ một phần, ví dụ như chúng ta những người theo đạo thôi, đó là bộ phận, hiểu như vậy. Và tiếp theo là giáo pháp của bậc đầu sư được hoàn truyền đến đâu thì nơi chúng sanh an lạc và giải thoát đến đó. Tất nhiên là nếu mà chúng ta phải đạt được chứng quả rồi, đó là từ giải thoát, còn an lạc thì chưa hẳn. Trước khi mà chúng ta đạt thành thiền được ở mức độ nào đó thì chúng ta cảm thấy an lạc thoải mái nhẹ nhàng. Và đặc biệt là công sức to lớn như trời biển của các bậc hữu công, như nãy cho tôi có nói là ông Nguyễn Văn Hiểu, tất cả là nhiều người nữa, trong đó ông Nguyễn Văn Quý và cả gia tộc họ Bùi Hương Hứa, vì họ đã cúng dường cái mảnh đất chùa Vũ Quang đó với danh nghĩa là bán một đồng tiền, và hầu hết là cái gia tộc đó cũng đều và hưởng ứng đi theo và ủng hộ rất nhiều về cái ngôi chùa Vũ Quang đó. Nhưng mà thì công đức đó họ là những người hữu công, và riêng ông Nguyễn Văn Hiểu và hai vợ chồng ông Nguyễn Hứa đã được tôn thờ trong chánh điện của chùa Vũ Quang, duy nhất hai người đó, ba người đó. Vậy thì các bậc hữu công đã dày công tạo dựng, vượt qua bao trở ngại nghịch cảnh của bối cảnh lịch sử. Thì cái nghịch cảnh của bối cảnh lịch sử thì chúng ta biết trong cái giai đoạn mà thực dân Pháp và dân Mỹ, họ đã đề cao cái chính sách Thiên Chúa giáo và cản trở và kỳ thị cái Phật giáo chúng ta, đặc biệt là cái đạo vụ số 10 của vua Đại Kỳ, và sau này chính quyền Ngô Đình Diệm cũng không thay đổi, không thay đổi. Và đặc biệt nhất là cái giai đoạn 1963 mà chúng ta ở đây cũng vừa mới hội thảo á, đó là phong trào Phật giáo 1963. Thì Phật giáo Nguyên Thủy là cũng là một trong những thành viên tích cực nhất cùng với Hội Giáo hội Phật giáo, cùng với những người, những chư tăng và chống lại cái chính sách kỳ thị đó. Và kết quả cuối cùng thì nhà Ngô đã thay dòng, thay người dỗ dòng, thay vào đó là một cái triều đại khác. Và sau đó thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất được thành lập vào cuối năm 63, đầu năm 1964. Như vậy thì đó là công đức cao dày của Phật giáo Nguyên Thủy cùng với Phật giáo cả nước để hình thành nên một cái giáo hội mà trước đó chưa hề có. Đó là một cái bước tiến của lịch sử trong cái quá trình của bối cảnh lịch sử khắc nghiệt đó. Và cuối cùng là pháp môn hiện thị vẫn phát huy những giá trị to lớn đến tận ngày nay, và góp phần đem hơi thở tâm linh đến chúng sanh và xã hội chúng ta ngày càng được an lạc, bình an, và cho tất cả chúng ta luôn, nếu chúng ta áp dụng đến cái thiền,
áp dụng đến pháp môn thiền, chứ không riêng gì dành cho riêng ngay cả, mà hay cả thậm chí như chư cư sĩ chúng ta mà áp dụng đúng cái pháp thiền đó thì chúng ta cũng có thể chứng đắc các tầng thiền, chứ không riêng gì chúng ta phải xuất gia. Nhưng mà tốt nhất là chúng ta nên xuất gia, thì cái điều kiện đó xuất gia nó môi trường nó dựng tốt hơn. Mà xin hết cái bài của con ạ. Xin cảm ơn sự trình bày của Phật tử Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Hùng. Nhân đây cũng xin giới thiệu lại cái bài Odata, và quý vị cũng thấy được cái background của Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Hùng, và từ đó quý vị cũng hiểu lý do tại sao Phật tử đã trình bày cái tham luận theo cái hướng đó và có cái đề tài như vậy. Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Hùng là giáo viên lịch sử tại thành phố Hồ Chí Minh, hoằng pháp viên chùa Bửu Quang ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, thành viên trung tâm nghiên cứu tôn giáo thuộc Viện Nghiên cứu vào Việt Nam, ủy viên thường trực Ban Thông tin Truyền thông Trung ương của Giáo hội Việt Nam, Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo Nam Tông Kinh, tác giả có thời gian nghiên cứu Phật giáo Nguyên Thủy trong quá trình hoàn thành luận văn thạc sĩ tại trường Đại học Sư phạm Huế từ năm 2013 đến 2015 với đề tài Phật giáo Nam Tông Kinh Việt Nam 1938-1963. Năm 2017 đã xuất bản tác phẩm Phật giáo Nam Tông Kinh Việt Nam 1938-1963, và nay 2023 chuẩn bị tái bản có bổ sung. Tác giả quan tâm nghiên cứu các lĩnh vực lịch sử tôn giáo, Phật giáo, kinh sách tôn giáo. Chúng tôi đã chốn cái bài Odata của Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Hùng như vậy, thì từ đó chúng ta cũng dễ hiểu lý do tại sao tác giả trình bày sự truyền thừa pháp môn Nguyên Thủy ở Việt Nam 1938-2023, nhưng mà theo dõi nghĩ rằng là dưới góc độ là khuynh hướng sử học, chiếu độ là khuynh hướng sử học. Và nếu chúng ta có thể là đặt lại một cái tựa đề khác, đây là giả như thôi, đây giả như của chúng ta thôi chứ không phải là các tác giả, thì đó là lịch sử Phật giáo Nguyên Thủy qua các tự viện tiêu biểu, qua ba tự viện tiêu biểu, hoặc là lịch sử tự viện Phật giáo Nguyên Thủy tiêu biểu. Đó là cái khuynh hướng, cái nội dung. Còn nếu nói đến cái sự truyền thừa, đọc thẳng vô cái tựa đề thôi, khỏi cần đọc nội dung, là lịch sử gọi là sự truyền thừa pháp môn thiền Nguyên Thủy. Như vậy là cái keyword, cái sentence ở nơi đó là sự truyền thừa pháp môn thiền, mà thiền là thiền Nguyên Thủy. Như vậy sự truyền thừa như thế nào? Từ ngày Hồ Tông đi xuống các ngày ABCD như thế nào? Nó đi theo một mạch, đó là truyền theo niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, hay thiền chỉ, thiền quán. Ví dụ ngài Mahasi, ngài nghiên cứu Tam Tạng kinh điển rất là thông thạo rồi, ngài nghiên cứu thiền Anapanasati, ngài thấy rằng thiền niệm hơi thở có thể không phù hợp với ngài và không phù hợp với một số đối tượng, cho nên ngài chuyển sang thiền phòng xẹp. Sau đó ngài đào tạo ra một thế hệ đệ tử xuất sắc hết. Ngài Upanita cũng là đệ tử ngài Mahasi, ngài Sumin cũng là đệ tử ngài Mahasi, và nhiều vị hàng ngày, ngay cả ngài Ba Âu cũng xuất thân từ nơi đó ra. Nhưng thế hệ đệ tử tiếp theo là mỗi người đi theo mọi hướng, ví dụ thế. Hoặc là ngài Golga được tiếp nhận thiền bởi ngài Ubakin, trước ngài Ubakin ngài Lady Sajador, ví dụ thế. Thì lịch sử truyền thừa thiền Nguyên Thủy nó đi theo chi nhánh, chi pháp đặc thù như thế. Thì đó là cái cảm nhận khi Sư Hoàng chưa nghe đặt cái tựa đề ấy, là mình nghĩ rằng là như thế là thiền Nguyên Thủy ở Việt Nam. Chắc chắn là ngài Hộ Tông truyền xuống cho ai, khi mà năm 1938 rồi ngài bắt đầu thành lập thiền giáo hội Phật giáo Nguyên Thủy ở tại chùa Bửu Quang, rồi thành lập các trung tâm thiền ra sao. Sự thật thì ở chùa không hẳn rằng là thiền. Sư Hoàng là người đã từng đi tham gia sống ở bên Miến Điện, trường học cũng đào tạo tăng ni, nhưng không hẳn rằng là thiền Việt.
Tu viện đào tạo rất nhiều, ở đó rất nhiều tu sĩ, nhưng không hẳn là thiền viện, mà chỉ có thiền viện Su Minh, thiền viện Ba Âu, thiền viện của ngài Pandita nhân dân, thì mới có cái pháp môn đặc thù của thiền mà triển khai thân, thọ, tâm và pháp. Ngay cả niệm thân là niệm hơi thở, hoặc là niệm quán bất tịnh ba thể trược, quán tử thi cũng là có chuyên ngành, chứ không thể là cố nói chung cũng được. Do đó kính thưa là rất trân trọng những đóng góp của các vị đã tư duy, đã đặt bút viết xuống để trình bày cái tư duy của mình, với khách quan là tôn trọng trân quý tất cả những thành quả ấy. Nhưng mà nếu gọi là sự truyền thừa thì Sư Hòa nghĩ rằng mình đi theo cái khuynh hướng đó là nói theo chủ quan của cái người mà được cái quyền nói ở đây là như thế. Đó là xin có đôi lời nhận định về cái bài tham luận sự truyền thừa pháp môn thiền nguyên thủy ở Việt Nam, và cái phần cuối là nêu cái phần ứng dụng liên hệ đến cái phần của Bác Hồ. Thì thật ra thì mười mấy điều của Bác Hồ thì chúng ta vận dụng giáo pháp chung, chứ không nhất thiết là cái đặc thù thiền gì. Và dĩ nhiên là thiền cũng là một phần của giáo pháp, cho nên nếu mà lấy cái đặc thù thiền để đưa vào các lời dạy thì Sư Hoàng cho rằng cũng bình thường thôi, chứ chưa phải là cái điều mà giáo hoàng còn muốn nghe. Đã xin rất là cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Hùng đã dành nhiều thời gian, ngay cả viết một cái luận văn Thạc sĩ Phật giáo Nam Tông Kinh Việt Nam 1938-1963, trở thành là cái bản đấy, bản lề cho lịch sử Phật giáo Theravada Kinh. Thì điều này rất là đáng quý. Suy đối sánh lại với Phật giáo Pháp Sĩ, chưa có ai viết một cái cuốn lịch sử của Phật giáo Pháp Sĩ, có nhưng mà vẫn chưa có được xuất bản. Cái khi các sư những cái khóa trước như là Thượng Tọa Giác Khi chẳng hạn, nhưng mà nó cũng một hình thức rất là sơ sịa, chưa phải là một luận văn thạc sĩ như là Phật tử Nguyễn Ngọc Hùng này. Và đã đứng về phương diện lịch sử, đóng góp về phương diện lịch sử Theravada, thì Sư Hoàng cho rằng đây là những điều vô cùng trân quý. Nên xin nói tóm lại, xin rất là cảm ơn đứng từ góc độ từ phía ban tổ chức của hội thảo. Và giờ này xin mời là các vị và chư tôn đức hòa thượng có nhận xét gì xong rồi mới quay lại thầy Duy Tệ sau đương nói đề tài này. Cho nên là mình chia sẻ xong rồi mình quay lại thầy Duy Tệ, thầy sẽ trình bày full tắc và tắc đầy đủ hơn. Hồi nãy là vắng tắc quá đó, cho nên là thầy đã chuẩn bị bài, nhưng con nghĩ rằng hồi đệ sử chúng ta chia sẻ cái quan điểm về cái nội dung này cho xong rồi là chúng ta qua cái nội dung thứ hai là chúng ta kết thúc luôn. Xin ngài có ý kiến gì không? Nãy giờ ngồi thiền qua chuyện khác, tại vì coi lại cái chương trình đó là thầy không có nhiệm vụ ngồi đây. Chương trình cũ thì có, cái chương trình chưa cập nhật thì có, nhưng mà thầy chưa cập nhật kịp nên là vào ngồi đọc tới đọc lui thì thầy thấy rằng thầy có nhiệm vụ là phát biểu không phải đúc kết mà là phát biểu đánh giá, lát nữa là phát biểu đánh giá, nó giật mình, chà bây giờ lát nữa mình phát biểu đánh giá thì kiểu nào, nên phải tập trung suy tư về chuyện đó. Thành ra là, nhưng mà thầy biết rằng là các vị làm việc rất là tốt, thấy mọi người mà hoan hỷ vui vẻ giống như là có một cái keo mà nó dán dính vô cái miệng một nụ cười. Tức là ta sống trong thế giới của thiền, mà ta sống trong mọi cái điều kiện, mọi cái duyên cảnh, nụ cười hàm tiếu hoặc là nụ cười hỷ lạc nó phải có thường trực, thì bao nhiêu đó là đủ rồi. Còn các vị làm được như nữa thì cứ làm. Tôi xin phép ngồi đây để suy tư về cái phát biểu đánh giá lát nữa nói. Mô Phật. Rồi giờ xin mời các ý kiến đóng góp của cử tọa. Các vị nào có
đã đóng góp về cái bài sự truyền thừa, cái bài tham luận sự truyền thừa pháp môn thiền nguyên thủy Việt Nam của tác giả thạc sĩ Nguyễn Ngọc Hùng không? Mô Phật, mời sư Phước Trí. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch hòa thượng, kính bạch thượng tọa, kính bạch quý thầy, quý sư cô và quý học giả. Thì từ sáng đến giờ thì con cũng đã ngồi nghe rất nhiều đề tài nói về tứ niệm xứ, nói về thiền Vipassana, nhưng con không thấy rõ nội dung trong kinh Đức Phật nói. Có 6 câu lặp đi lặp lại liên tục đối với tất cả đề mục, rất rõ từ đầu đến cuối, không có vị nào nói về pháp hành này hết. Đó là vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên cả nội thân ngoại thân, hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, quán tánh diệt tận trên thân, sống quán sanh diệt trên thân. Có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, và vị ấy sống không đương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. 6 câu này mà đi đến mục đích đó, không chấp trí chấp bất cứ vật gì trên đời, chuyện gì trên đời đó, thì xuyên suốt cả bài kinh số 10 và bài kinh số 22, từ đầu đến cuối trong tất cả các đề mục đều có 6 câu này cứ lặp đi lặp lại. Con cũng xin thưa là bài kinh này con học thuộc cách đây 2 năm rồi, thuộc lòng, nhưng bây giờ không có gì thì con quên mất. Và con thấy không có vị nào nói cái điều này hết, con mới chứ không biết được là cái vị con đi theo sát trong kinh không, sao nói lạc quá nhiều vậy, nên con có một cái trăn trở, con muốn xin hỏi lại. Vâng. Cảm ơn sư Phước Trí. Để quay lại đề tài của thạc sĩ Nguyễn Ngọc Hùng, nếu mà chúng ta không có ai đặt vấn đề thêm thì chúng ta cho một tràng pháo tay để chúng ta quay trở lại Đại Đức Thích Chi Tuệ, và cũng là mong mỏi sự hồi đáp của Đại Đức Thích Chi Tuệ về vấn đề Đại Đức Thích Phước Trí. Thưa quý vị, Đại Đức Thích Phước Trí là học viên K7 thôi, K7 tức là khóa 7 của khoa Phật từ xa, nhưng mà là rất là ham tu và chân tu, gần như là hành tứ y pháp, hành đầu đà, đi chân không, ngủ cốc ở cốc của ột em, chuyên hành thiền, và hiện giờ là đang sống ở thiền viện Phước Sơn. Những khóa tu gieo duyên của Phật tử, những khóa thiền là sư Phước Trí cũng là đảm nhận một phần. Do đó đây là cái pháp hành mà Đại Đức là Phước Trí rất là trăn trở. Do đó trở lại cái đề tài rất là hấp dẫn, rất là nổi bật, rất là cộm cán, mà có lẽ rằng ai ai cũng quan tâm với cái khóa thiền này, là tứ niệm xứ, pháp môn cốt lõi của đạo Phật. Xin cho một tràng pháo tay để thầy Duy Đệ với thời lượng thoải mái trình bày bao nhiêu cũng được, trình bày chừng nào hết ý thôi thì chúng ta kết thúc. Xin trân trọng kính mời. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Trước tiên xin tri ân hòa thượng và thượng tọa, chủ tọa điều phối hội thảo. Thì lúc đầu con nghe là hội thảo chỉ có 10 phút trình bày thôi, vì vậy cho con nên thiết kế cái file nó cũng có ngắn, cho nên nó ngắn, và cái phần mà lợi ích của con trình bày thì chỉ có một ý thôi, mà thật chất bài tham luận toàn văn chúng con thì chúng con phân tích giống như cái thượng tọa Giác Hoàng đề xuất. Thượng tọa nói là có một học giả viết về tứ niệm xứ là con đường trực tiếp, thì con cũng có đọc của tác giả đó là Bhikkhu Anālayo. Dạ. Thì thượng tọa nói là phân thập 7 lợi ích, nhưng mà con thì con phân còn có 5 thôi. Và cái lợi ích đầu tiên mà chúng con phân theo kinh đó là làm thanh tịnh chúng sanh. Thanh tịnh chúng sanh thì con có trình bày đầy đủ trong toàn văn tham luận, mà vì tham luận không có xuất bản, chưa xuất bản kịp, cho nên con xin đọc lại cái phân tích của con. Thanh tịnh chúng sanh có nghĩa là làm sạch tâm, chuyển hóa tâm khỏi các phiền não tham sân si. Khi hành giả mà thực tập tứ niệm xứ với sự chánh niệm tỉnh giác liên tục thì tâm của vị hành giả sẽ dần được an tịnh. Hành giả sẽ thấy rõ các cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức,
Do đó hành giả không còn làm nô lệ cho các cảm giác và nhận thức đó nữa. Đó là sự thanh tịnh do làm chủ các phản ứng của tâm. Đó là ý thứ nhất. Thứ hai mà chúng con làm lễ thứ hai đó là vượt khỏi sầu bi. Thì sầu bi là một trạng thái tâm lý tiêu cực do những điều trái ý, nghịch lòng, buồn rầu, thương xót. Thì sầu bi thường đi chung với khổ u não để tạo thành một chuỗi các tâm lý tiêu cực. Và trong tứ thánh đế thì sầu bi khổ u thuộc khổ đế. Và Đức Phật dạy nguyên nhân của một chuỗi các sự kiện tâm này là do ái. Do vậy việc thực tập tứ niệm xứ sẽ giúp cho hành giả hóa giải được những sầu muộn do bi kịch quá những tâm lý tiêu cực. Vì hành giả đạt được chánh niệm trên đề mục thiền, hành giả sẽ không có thời gian nghĩ tưởng bám víu vào các đối tượng tâm này nữa. Thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai. Và do đó là nỗi khổ niềm đau nó sẽ không có cơ hội bám víu vị hành giả. Và lợi ích thứ ba đó là diệt trừ khổ u. Thì đối với một vị hành giả thực tập tứ niệm xứ thì khổ u nó cũng là một khổ thì thuộc về trạng thái của thân, còn u thì chỉ ra sự khó chịu ở tâm. Thì trong kinh điển Đức Phật thường ví dụ khổ u như mũi tên. Nếu bậc thánh mà bị một mũi tên thì phàm phu bị hai mũi tên, nghĩa là vừa khổ với những điều nghịch ý, vừa khuất đại khổ đau bằng các phản ứng phi như lý tác ý. Việc thực tập tứ niệm xứ sẽ giúp hành giả có được yếu tố chánh niệm để chế ngự tránh xa những tâm bất thiện, và giúp hành giả nhận ra các cảm thọ chỉ là các cảm thọ. Khi nhận ra được như vậy thì hành giả sẽ không còn dính mắc vào các cảm thọ đó nữa. Và lợi ích thứ tư đó là thành tựu chánh trí. Và nãy giống như chú thạc sĩ này có đề cập, đó là có thể đạt được thánh quả bất hoàn ngay trong hiện tại, hoặc là nếu có dư y ngay trong hiện tại chứng được chánh trí, hay là có dư y sẽ chứng được bất hoàn. Và cái lợi ích sau cùng chúng con phân tích đó là lợi ích của tứ niệm xứ sẽ đưa đến sự giác ngộ niết bàn. Giống như hồi sáng Đức Phó Pháp Chủ Viên Minh đã nói, một vị hành giả tu tập tứ niệm xứ không chỉ để đạt tới các lợi ích hiện tại như là giảm stress hay là những mất cân bằng trong cuộc sống, mà vị hành giả thực tập tứ niệm xứ phải hướng tới cái sự giác ngộ giải thoát niết bàn. Con xin kết thúc cái phần bổ sung ạ. Cho một tràng pháo tay. Cứ mỗi lần như vậy là xong rồi, cứ cho một tràng pháo tay, chút nữa pháo tay nữa. Chứ không phải là pháo tay này là kết thúc, đúng không? Thầy Đương nói về cái lợi ích, cái giá trị lợi ích của việc là hành tứ niệm xứ. Nhân đây với Hoàng xin bổ sung. Thật ra thì cái trí của chúng ta nó cũng có giới hạn, hay gọi là hữu hạn, cho nên chúng ta tự là luận giải thì cũng được, nhưng mà chúng ta nên có reference. Lý do là scholarly, viết một vài cái scholarly là tính chất học giả, là có reference, phải có tham chiếu chéo. Mà tham chiếu gốc đó, ở đây chúng ta phải athakatha, phải chú giải, sau đó phải vatika là phụ chú giải. Như vậy thì chúng ta mới đi sâu được các vấn đề. Bây giờ là các cái truyền thống trong là athakatha hay chú giải là 7 cái lợi ích. Sầu dưới bi có thể là gom là một cũng được, hay sầu não mình gom cũng được, nhưng các vị phân tích thế nào là sầu, thế nào là bi, nó cũng có sự khác biệt. Thế nào là thanh tịnh cho chúng sanh, thế nào là vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ và ưu, rồi thành tựu chánh trí cho ngũ niết bàn. Các bậc chú giải cụ thể là người Buddha-posa, một bậc đại luận sư, một bậc thánh sư trong truyền thống là Theravada đã chú giải. Và do đó
có những điều mà mình thấy mình được học từ các bậc luận sư xưa, chúng ta nên học. Rồi từ đó chúng ta phải đem ra hết những cái luận giải của các luận sư, rồi chúng ta xuống phê bình. Chúng ta nói là Ngài nói về dài dòng lắm, con thấy con nói gọn hơn, con nói hay hơn. Thì nên như thế nếu là một nhà luận sư giỏi. Còn nếu mà chưa được thì mình phải có cái reference của các ngài để chúng ta tham chiếu. Còn không nói không, con đã nghiên cứu hết rồi, ngài đã lý luận như thế này. Ví dụ cái con đường độc nhất là trong cái Thay Ca Tha nói là lý do, có đem lý do, nhưng các ngài nói dài dòng lắm, con nói một thôi. Ví dụ đi, nhưng mà chúng ta phải đưa ra những cái cơ sở quá khứ để chúng ta phải thừa tự trên thừa tự pháp, mà trên những nền tảng mà kinh văn chú giải đã có, cái này là mới là học giả. Còn nếu mà chúng ta mà nói như một ông sư bình thường thì cứ nói ta càng thôi, thay vì lợi ích nói bảy lợi ích mình nói một lợi ích cũng được, không ai bác bẻ. Nhưng mà để nói mang cái tính tương đối học thuật là phải nó có cái cơ sở dữ liệu là như thế. Do đó là đương là nói tới lợi ích ha, tạm thời lợi ích khoan nói. Đây là đương cần nói cái cốt tủy, cái pháp hành, cái con đường thực tập, cái này mới quan trọng. Bởi vì nếu mà chúng ta không có cái dược liệu đúng, chúng không có cái trị liệu đúng, thì chúng ta nói cái kết quả không ai tin đâu. Cho nên chúng ta phải bốc thuốc, phải kê toa, phải bích mạch cho nó bài bản. Ở đây phải nói tới cái lộ trình. Cho nên cái bài tứ niệm xứ là giáo pháp cốt tủy, thì thầy phải trình bày cái cốt tủy ở chỗ nào. Cốt tủy nó là tam pháp vấn, tốt kỹ nó là samatha với vipassana đi chung. Cái vipassana này nó có samatha giả như về giải hoàn đề vấn đề. Trong bài kinh niệm xứ nó có samatha. Và chỗ nào là samatha, chỗ nào là vipassana trong bài kinh niệm xứ. Như vậy cốt tủy ở chỗ nào, thông thường nói giới đi, sila, samadhi, vanya. Như vậy trong bài kinh niệm xứ, giới định tuệ nó hòa quyện ở chỗ nào. Chỗ nào nó gọi là sông kiếm hợp bích, chỉ quán sông đôi. Ví dụ thế. Xin thầy nêu ra để Nhất Hòa cũng có cơ hội học tập. Rồi đại chúng cũng vậy. Dạ kính bạch hòa thượng và thượng tọa, thì cái bài tham luận của chúng con á, là cái phần mà chủ yếu chúng con đề cập ở đây á, đó là cái điều kiện để trợ duyên cho pháp tu và những cái lợi ích. Còn cái phần mà về nội dung của tứ niệm xứ thì chúng con đã có giới thiệu sơ lược, chúng con chỉ trình bày giới thiệu sơ lược. Và con cũng thưa thiệt là con cũng không phải là một thiền sư, nhưng mà chỉ là một người. Cho tôi nói chút được không? Nãy giờ đang soạn cái dàn giá để phát biểu đánh giá. Và cũng không biết sao mà phân tâm, vừa soạn mà vừa nghe. Đúng là không giống thiền sư, như làm gì chuyện gì làm chuyện thôi. Đúng chưa? Mà tôi cũng hay bị vậy đó. Để nó chơi chút nha. Nó chơi chút thôi, để cho vừa nó thư giãn. Thường thường thiền sư là làm một chuyện gì? Là một chuyện, không nên để cho phân tâm hay là làm thêm chuyện thứ hai. Đó là phân tâm dị dụng là không nên. Nhưng mà tôi có thói quen, ngủ thì lo ngủ đi, mà cứ lại vừa ngủ mà vừa lo ngái, ngái thì lo ngái đi, mà cứ ngái là nó ngủ. Thôi bây giờ tao về trả về cái câu chuyện của ta, nó cho có nụ cười thôi. Câu chuyện của ta nãy giờ thì nghe cái vị sư mà được giới thiệu nè, sư gì đó? Sư Phước Trí. Thì đó là một cái mẫu người có cái ý chí học thuộc, nó đáng được trân trọng. Một mẫu người có ý chí quyết đem cái mình học thuộc ra để mà đi đưa vào trong cái hành trì của mình, lợi hại, trân trọng. Phi tuổi tác, phi giới tính, phi sắc thái, những cái đó nó là cái giá trị, nó không có biên giới. Dù cho một người đó ở trong cái đám đầu
nói thì nó quá đáng, nhưng mà cũng có giá trị của nó. Và khi mà trong cái lộ trình mình tu á, thì bản thân của tôi á, cũng có những cái giai đoạn vậy, nhất là hồi trẻ, giờ là hết rồi, giờ là U70 rồi, cũng không muốn gì nhiều. Và khi mà ta trăn trở về một cái gì đó thì lập tức nó sẽ phát sinh ra những cái câu hỏi thẳng vào cái chuyện mà ta đang trăn trở. Và khi mà đã có những câu hỏi thẳng vào những câu chuyện trăn trở thì chưa kịp hỏi ai, chưa có điều kiện hỏi ai, thì thường tự hỏi. Và khi mà tự hỏi thì lập tức là có một khoảng trả lời nháp, tức là ta cũng chưa biết là cái câu trả lời của ta nó mức độ nào, chính xác ra sao. Thì bây giờ thầy muốn nghe được câu trả lời nháp của sư Phụ Trí phải không? Rồi, nếu mà có, còn không có thì không sao. Có câu trả lời nháp chưa về những câu hỏi mà sư Phước Trí đã đặt ra? A Di Đà Phật. Mời sư Phước Trí. Con bạch hòa thượng, bạch thượng tọa, thưa quý thầy và quý Phật tử, con thưa quý ngài, thì con thấy ở trong kinh á, là có một điều mà con rất trăn trở, là khi mà từ khi là con là cư sĩ đến giờ thì con thấy đọc kinh tại sao cứ lược cái phần đi như trên. Con nghĩ rằng đó là cái việc lập đi lập lại là để chúng ta thuộc lòng, chúng ta cứ lập đi lập lại từ nó thuộc lòng. Thì con rất quan trọng những cái đoạn mà lập đi lập lại như vậy trong tất cả bài kinh của Đức Phật, xuyên suốt tất cả các đại kinh đều như vậy hết. Nên là những cái đoạn kinh mà lập đi lập lại như vậy á, là sẽ giúp cho chúng ta học thuộc lòng. Nhưng mà quý vị lại lược nó đi và bấm là như trên. Cái mục đích ngày xưa Đức Thế Tôn chỉ có truyền miệng thôi, để cho nó là khẩu từ người này tới tai người kia và tới liên tục truyền thừa. Nên sư phụ con có nói một câu, ở bên Theravada không có chuyện học để lấy ý, chỉ khi nào có đủ, có thuộc lòng thì có tư cách nói chuyện. Và trong cái chương năm phẩm đó là về diệu pháp đó, thì diệu pháp bị hỗn loạn là do không học thuộc lòng. Và cũng trong một lần kết tập kinh điển đó, là cũng vì cái trí tuệ của con người bị trí nhớ nó bị kém quá, một vị vua rất là sợ hãi Phật pháp bị mai một nên sẽ tạc trên cái đá để được lâu dài hơn, bởi vì trí tuệ con người bị giảm trí nhớ. Chính vì vậy nên là con cũng định hỏi chỗ mà lúc thầy có trình bày đó, con định hỏi là những điều thầy nói nằm ở đâu, hay thầy tự thầy nói ra thì thầy phải chỉ rõ ra, chứ còn nếu mình xuyên tạc lời Phật cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Lời nào là lời Phật nói thì Phật ngôn thì mình chỉ ra nằm ở chỗ nào, Phật nào lời nào là lời mình nói thì mình nói rằng lời này là lời tôi nói, để mọi người đã hiểu lầm và chạy theo. Nên là cũng chính điều đó con rất là trăn trở với cái lời của khi mà có một đoạn kinh nói như thế này: khi nghe một vị thượng tọa, một vị giảng sư nào nói như vậy thì chúng ta hãy đem lời đó để so sánh với kinh, đối chiếu với luật. Nếu phù hợp với kinh, tương ứng với luật thì hãy thọ trì, không tán thán cũng không chỉ trích. Còn nếu không phù hợp với kinh, không tương ứng với kinh, không phù hợp với luật thì không nên thọ trì và cũng không tán thán và không chỉ trích. Theo con hiểu thì nếu tán thán thì chúng ta sẽ bị cộng nghiệp, còn nếu chúng ta chỉ trích thì tạo oan trái. Nhiệm vụ của chúng ta là đây có phải là Phật ngôn đây không, lời Phật dạy hay không, và nếu đúng lời Phật dạy thì hành trì, không đúng lời Phật dạy thì không hành trì. Chính vì những điều đó thì con rất là trăn trở khi nghe tiếp cận một thông tin vị nào thì con cũng cần hỏi lại ngược lại. Thứ nhất là kinh này xuất xứ, lời của thầy nói xuất xứ từ đâu, và là thầy chỉ rõ ra để chúng con có thể tra cứu lại cho dễ để trước khi hành trì. Và còn cái việc mà con hỏi lại á, là con thấy từ sáng đến giờ con chưa thấy một vị nào cũng nói về ứng dụng này, cốt lõi này, giá trị này, những lời thật sự là cao siêu và mỹ miều, nhưng chưa đi sâu vào cái nội dung thực hành cái gì cụ thể. Thì con thấy có 6 câu này nó cứ liên tục lặp đi lặp lại: sống vì ấy, sống quán thân trên thân, quán nội thân trên nội thân, này sống ngoại thân, quán tâm trên ngoại thân, quán nội ngoại trên thân,
và quán sanh, sự sanh trên thân và quán sự diệt trên thân, và có sự sanh diệt trên thân, và đó, vì ấy sống chánh trí chánh niệm với hy vọng hướng đến chánh trí, và từ bỏ mọi tham yêu ở đời, không chấp trước một việc gì và từ bỏ mọi tham yêu ở đời. Thì cái đoạn đó cứ lặp đi lặp lại trong tất cả các đề mục. Thì con nghĩ rằng đây là cái chìa khóa chính để Đức Thế Tôn truyền tải đến tất cả mọi người, là cần phải học thuộc lòng cái này đi cho kỹ. Nên con cũng muốn hỏi lại những các vị, những các ngài mà có những cái sự nghiên cứu sâu rộng hơn, thì nó là có sự hiểu biết nhiều hơn chúng con, và cũng được thực hành qua thì có cảm nghiệm, thì có thể truyền tải thông điệp này đến tất cả mọi cái thế hệ hậu lai cho chúng con, để chúng con được được ứng dụng, được mở mắt để được thực hành theo. Nên vì cái trăn trở đó nên con mới có những cái lời hỏi ngược lại một chút. Nếu có điều gì mà mạo phạm đến quý thầy, quý ngài lớn, thì con xin quý thầy hoan hỷ hy xá cho chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật sự mà nói, cái quan tâm của tôi cũng là câu đó. Và trong một cái trường hợp mà ta phải xử lý, trong cái trường hợp mà ta phải xử lý với cái tư cách là chỉ là người tu tập, người thực hành, chứ không phải với tư cách là người đạt đạo, thì tôi nghĩ tôi cũng phải có câu trả lời nháp cho mình. Tôi cũng muốn nghe câu trả lời nháp của người khác để có cái dịp so lại với cái câu trả lời nháp của mình. Nhưng mà rất tiếc là nãy giờ tôi chưa nhận ra được cái câu trả lời nháp của sư Phước Trí. Thôi bây giờ không được chuyện đó thì tôi cũng trả lời bằng cái câu trả lời nháp trước. Khi mà ta nói ta quán thân trên thân, có nghĩa là ta dùng cái điểm, trong tiếng Anh là điểm focus, trong tiếng Việt là cái điểm mà ta đặt cái tâm ý mình á, nơi cái thân thể của mình. Thì đó là quán thân trên thân. Và cái thân thể này không phải là thân thể hôm qua, cũng không phải là thân thể của ngày mai, mà thân thể ngay trong cái giây phút hiện tiền đó. Thì tôi trả lời nháp là như vậy, là quán thân trên thân. Có điều cái thân mình rất là mênh mông, trong khi cái điểm chú ý của mình á, nó nhỏ. Nên khi mà nói quán thân trên thân á, thì chỗ nào vậy? Nếu mà ta đem cái bộ da của ta, ta căng ra nó cũng 2 mét vuông, đúng chưa? Thì bây giờ mình đặt cái sự chú ý của mình ở đâu? Thì đó là câu hỏi kế tiếp để mình suy nghĩ về cái quán thân trên thân. Dĩ nhiên là ngài Con Ca, ngài đặt theo cái kiểu mà cứ gạch ngang, gạch sập hồi cái từng ô, đúng chưa? Đem cái bộ da của ta đó căng ra làm 2 mét vuông, rồi ngài Con Ca nói mỗi lần ta làm chừng ngón tay cái thôi, cứ qua rồi cứ hết, cứ làm hồi hết cái 2 mét vuông, từ ở cái đỉnh đầu cho tới cái cuối cùng của cái ngón chân út cái gì đó. Thì đó là cách quán thân trên thân. Nhưng mà tại sao á, sau khi trình bày thì cái câu trả lời nháp của tôi vẫn cảm thấy hình như là đúng ở chỗ này mà nó chưa đúng ở chỗ khác. Cuối cùng mình cũng phải chọn một chỗ chứ mình cứ dông rủi hoài. Tại vì khi mà đọc tới cái đoạn cuối cùng, mà cái đoạn mà sư ông nói đó, thì tôi lại nhớ thêm đoạn nữa. Có thân đây, đúng chưa? À, tại vì sự tắt đó, trong khi tôi đúng. Cái đoạn đó tôi quán thân trên thân, quán thân trên nội thân, rồi thân trên ngoại thân, rồi quán thân trên nội thân, ngoại thân, rồi quán cái sự sanh khởi trên thân, rồi quán sự đoạn diệt trên thân, rồi quán sự sanh khởi và đoạn diệt trên thân. Cái cuối cùng nó có cái câu nó nhấn có thân đây. Đơn giản. Tại vì tôi sẽ tiếp tục trả lời nháp ở chỗ là khi mà mình tưởng tượng mình trải cái bộ da của mình ra,
theo kiểu mà mình thấy mấy cái chỗ mà họ làm con này con kia đó. Nhưng mà bây giờ mình nói vậy nghe ghê thôi, mình cứ làm như 2 mét vuông bộ da của mình. Thì khi mà mình tu tập, mình phải cái bộ da của mình khi mà nó có ngứa chỗ này, nó có tê chỗ kia, nó có đau chỗ nọ, thì mình mới có được thông tin từ cái thân của mình. Trường hợp tại sao mà các vị thiền sư đặt cái vấn đề ở mũi hoặc là ở bụng, cố tình tìm ra cái vị trí mà nó đưa thông tin liên tục. Chứ mà nhiều chỗ nó không đưa thông tin. Nhất là ví dụ như cái chỗ này tối ngày sáng đêm nó cứ vậy thôi, nó không báo là nó nhức ha, không báo là nó mỏi, mà cũng không báo là nó đau ha, không báo là nó ngứa, lấy gì mà có thông tin để mà mình trụ được trong hiện tại. Mà thông tin phải là thông tin hiện tại, đúng chưa? Vì vậy mà quán thân chân thân là nó đến một cái lúc nào đó thân nó không báo thông tin, nó đã an lạc đến cái chỗ là cái thân này nó lặng phẳng lì ra, nó không có cho ta một cái điều gì để mà ta bám vào hiện tại. Thì đó là một cái giai đoạn kế tiếp á, là khi mà lúc bấy giờ thì ta lại đạt, nếu mà ta không nó tức là quán thân trên thân, rồi quán nội thân, rồi quán ngoại ngoại thân, cũng là một cái câu hỏi cần phải tính. Khi mà rồi quán cái sự sanh khởi trên thân, thì chỗ này tôi cũng có cái trả lời nháp. Sanh khởi cái gì, và nếu đoạn diệt là đoạn diệt cái gì, rồi tánh sanh khởi là tánh ra sao, và tánh đoạn diệt ra sao. Thì tôi nghĩ rằng cũng lòng vòng vào chuyện đó. Sanh khởi là bất ngờ trong toàn bộ cái thân của mình, nó có một cái chỗ nào nó đưa một cái thông tin mang cái tính chất hiện tại cho mình nhận ra. Đó là cái chỗ mà nó gọi là sinh khởi trên cái thân của mình. Rồi cái sự ví dụ như ngứa là cái sự sinh khởi trên thân, nhưng mà rồi cái sự ngứa đó nó hồi cái nó phai, hồi nó nhạt lần lần, thì nó sự đoạn diệt trên thân, trên cái vị trí nào của thân. Rồi bây giờ quán tới cái chỗ là tánh sinh khởi rồi tánh đoạn diệt, sự sanh khởi rồi sự đoạn diệt, rồi tánh sanh khởi rồi tánh đoạn diệt. Thì khi tánh sanh khởi thì cái tánh đó có thể mình nói là cái tánh này tánh ngứa nè, tánh này là tánh đau nè, tánh này là tánh tê nè. Đó là một cách hiểu. Còn cách hiểu thứ hai á, là nhanh và chậm. Tức là nó mới cảm thấy ngứa đây rồi, cái mình bị lạc lõng trong cái thế giới u mê quá khứ hiện tại, cái rồi mình tìm để mình có cái thông tin để mình bám được với cái hiện tại, thì nó mới có đây, tôi đang tìm trở về cái hiện tại trên thân, mà bây giờ cái hiện tại đó nó mất, thì nó mình thấy được cái tánh của nó là nhanh, vô thường mà vô thường nó nhanh chậm vân vân. Thì đó là cái suy nghĩ mà tôi tạm gọi là cái suy nghĩ nháp trong cái việc hành trì của mình. Rồi cuối cùng á, tất cả có một cái câu kết mà ghi trong kinh điển có thân này. Trong khi ta sống thì ta sống phiêu phiêu đâu á. Tâm của ta đó nó ít khi nào nó chịu ở với cái thân của ta. Không biết lý do tại sao, do thông tin nhiều quá nên cái bộ não ta cứ phải lo xử lý thông tin không à. Internet nhiều quá nên bộ não ta cứ xử lý cái internet, cái lát cái phải phát biểu đánh giá, là ta phải xử lý cái thông tin để ta có cái phát biểu đánh giá. Mà tao bài mất cái thân mình thì kệ nó, tức là mình không còn ở được với cái thân của mình. Nên ông Đức Phật mới nhấn một câu này: các con làm gì làm nha,
nhớ mình có cái thân đây, mình hãy quay về với nó, mình hãy săn sóc với nó, mình hãy quán chiếu với nó, mình hãy gọi là thực với nó. Trong một cái lời mà phát biểu cho các vị sinh viên, thầy đi dạy sinh viên tốt nghiệp ra trường, thầy nói mình tu dĩ nhiên là mình phải hành trì, dĩ nhiên là mình phải phụng sự, dĩ nhiên á là mình phải tiếp tục nghiên cứu, dĩ nhiên á là mình phải tự thăng hoa, tự phát triển bản thân. Nhưng mà có một thứ mà thầy muốn làm cái dấu chấm hay là cái câu chót, lấy cái tinh thần có thân đây của Đức Phật, các sinh viên làm gì làm hãy sống. Cái chữ sống đây nó to lắm. Chữ sống đây là để cho cái thân của mình với cái tâm của mình nó liên lạc, nó gắn bó, thì cái đó gọi là sống. Mà trong kinh thân hình niệm là mình làm gì là mình sống với cái chuyện đó. Còn thầy nghe đây là thầy sống với cái lát nữa thầy nói. Ngay đây là thầy đã thấy mình là không sống rồi. Nghe các vị nói mà thầy đang soạn cái bài để lắm, thầy nói là thầy đang không sống với cái giây phút hiện tại. Nên thầy biết rằng mình còn nhiều hạn chế, là mình còn quá nhiều cái thông tin để mà mình săn sóc. Trong khi Đức Phật nói nếu mà mình săn sóc quá độ đó là mình mất cái chất lượng sống của mình. Đừng cứ tưởng lát lên phát biểu hay người ta vỗ tay cái mừng. Không, thầy cảm thấy rằng nếu mà mình bây giờ mình trong cái lát mình phát biểu có người vỗ tay là đang mình mất cái chất lượng sống của mình ngay trong cái giây phút này nè. Thì đó là câu trả lời nháp của thầy. Với tư cách là hành giả mà cũng chẳng là thiền sư mà cũng chẳng là chứng quả gì hết, xin được chia sẻ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn sự chia sẻ vô cùng quý báu của Hòa Thượng Tiến sĩ Thích Minh Thành. Kính thưa quý vị, cũng không giấu gì, ngoài cái công tác đi giảng dạy các môn ở học viện đủ môn hết á, nào là tư duy, là phản biện, nào là tâm sư phạm, tâm lý sư phạm, triết học tôn giáo, vân vân, thì thượng tọa hòa thượng còn dạy thiền cho là cư gia bá tánh ở tại các nơi, ví dụ tại tỉnh xá trung tâm, tại phát viện Minh Đăng Quang, hoặc là lên tỉnh xá Ngọc Phương Đắk Lắk, hoặc là khi đi khóa tu truyền thống Phật giáo khắc sĩ, thì một trong những điểm mà quý ngài trình bày là trình bày cái pháp tu là chính. Do đó không cách này thì cách kia, ngài Minh Thành cũng chia sẻ pháp về những cái nội dung này, trong đó sư hoàng cũng mon men đâu đó. Do đó rất là kính ơn cái bản nháp của hòa thượng. Và sự thật là chúng ta phải y cứ vào kinh, còn chúng ta là cái reference thôi mà, chúng ta footnote thôi mà, đâu phải là toàn văn đâu. Cho nên nó là in my opinion thôi mà, ý riêng của tôi thôi mà. Đó, cho nên nhưng mà những cái ý kiến đóng góp của ngài vô cùng là có giá trị. Phần của giác quan sẽ nói phần sau. Bây giờ xin mời thầy, sau khi nghe sư Phước Trí, ngài Minh Thành, ngài có xin đóng góp bổ sung cho cái buổi chia sẻ liên hệ đến cái đề tài thuyết trình của thầy nữa hay không? Xin trân trọng kính mời. Dạ, kính bạch hòa thượng và thượng tọa chủ tọa. Thì sau khi nghe hòa thượng phân tích thì con có một ý để con góp vào cái câu cái phần chia sẻ của con từ hòa thượng. Đó là như hòa thượng đã nói, khi chúng ta không sống trong chánh niệm ngay trong hiện tại thì chúng ta giống như là một cái thân đã chết rồi mà chưa chôn. Mình còn nhớ đây là trong một cái bài kệ kinh. Dạ. Và như hồi nãy thượng tọa có yêu cầu con trình bày vì sao mà thầy nói cái này nó là pháp hành cốt lõi, là vì con dựa vào cái đoạn kinh niệm xứ và kinh đại niệm xứ, đó là đây là con đường độc nhất hay là con đường duy nhất để đưa đến sự tỉnh hóa thanh tịnh cho chúng sanh, và cuối cùng đó là nó đưa tới sự chứng ngộ niết bàn. Vì lý do đó
nên con đặt cái tên tham luận của chúng con đó là pháp hành cốt lõi. Và trong cái bài tham luận của chúng con, kính thưa thầy, kính thưa sư dưới, là con bài tham luận của con rất tiếc đó, là tại vì nó chưa có in ra, nhưng chúng con trích dẫn kinh sách là có phút nói đàng hoàng. Sau này khi mà có hội thảo được ấn bản thì có thể xin thầy tham khảo. Dạ. Và con xin bổ sung thêm ý nữa. Dạ. Và khi bàn luận về tứ niệm xứ á, thì rõ ràng có không ít các quan kiến trái chiều về pháp tu này có phải là cái con đường duy nhất để đạt đến niết bàn hay không. Và con nhớ không lầm thì Thượng Tọa Chúc Phú đã có một nghiên cứu phản biện về vấn đề này, đó là tứ niệm xứ có phải là độc nhất, duy nhất hay không. Tại vì Đức Phật cũng thuyết giảng nhiều pháp khác, nhiều bài pháp, và Thượng Tọa Chúc Phú đã có dẫn nói là trăm sông đều đổ về biển. Thì giáo pháp của Đức Phật cũng vậy, dù anh tu một pháp môn nào thì anh cũng đích đến của anh là giác ngộ niết bàn. Nhưng theo chúng con thì tứ niệm xứ nó là một pháp tu cốt lõi, bởi vì đây là một phương pháp được đề cập mô tả đầy đủ và chuẩn xác về các cơ chế vận hành của thân và tâm một chúng sanh. Và trong kinh điển Phật giáo thì không có một phương pháp nào được phân tích đầy đủ như là tứ niệm xứ. Dạ, mô Phật. Chị tăng thêm phần hấp dẫn thì tôi sẽ thưa một chuyện là tôi đã đọc cái bài tóm tắt của thầy Duy Tuệ. Và khi đọc thì tôi bắt gặp vài cái thuật ngữ như là tâm giải thoát và tệ giải thoát, nhưng mà tôi cũng không muốn đi sâu vào cái thuật ngữ đó làm gì ở đây. Một điều mà tôi muốn đi sâu là có một cái câu đây là con đường độc nhất để thanh tịnh chúng sanh vân vân. Thì câu đó tôi đã làm một cái ghi chú, tức là câu đó là câu đáng để tại sao. Tại vì khi mà mình nói con đường độc nhất để đưa đến cái cảnh giới cao nhất, để đạt cái thành tựu tốt nhất mà mình có thể đạt được, giải thoát, giác ngộ, niết bàn, thiên đường hay là trên cả thiên đường, thì tôi cứ cho chung chung vậy đi. Thì tôi có nói, có ghi chú như thế này: có thông tin gì thêm về những tuyên bố tương tự? Tức là trong hệ thống kinh điển của Phật giáo nha, kinh này cũng là mẹ của chư Phật, kinh kia cũng là cha của Bồ Tát. Ngay trong hàng ngũ Phật giáo cũng đã có cái hiện tượng đó rồi. Thì bây giờ mình suy nghĩ sao về cái hiện tượng đó, mình cũng phải có trăn trở một chút để khỏi lấn cấn với nhau. Đó là một chuyện. Còn nếu mà ta đang sống trong một cái xã hội có nhiều cái nguồn tư tưởng khác nhau, nhiều cái hệ thống triết học, tôn giáo, tín ngưỡng khác nhau, thì người nào cũng sẽ có câu tương tự. Và khi mà người ta có câu tương tự như vậy thì ta nên suy nghĩ như thế nào về cái phương diện chân lý, ai nói có chất lượng hơn. Đó là cái một phương diện. Nhưng mà cái phương diện thứ hai tuy không quan trọng nhưng mà cũng rất quan trọng, đó là phương diện xã hội, tức là mình ứng xử với người ta ra làm sao. Mình là tôn giáo, người khác cũng tôn giáo, mình tín ngưỡng, người khác cũng tín ngưỡng, mình cũng tư tưởng, người khác cũng tư tưởng, mà có thể là bạn của mình, có thể là người cộng tác với mình, có thể người sống chung một cái làng, một xã, một cái thôn, một cái ấp, một cái tổ dân phố với mình sẽ nói sao. Thì đó là cái mà ta cần phải suy nghĩ thêm. Và vì vậy mà khi phát ngôn một cái gì mà mang tính chất độc nhất, độc quyền, trong khi cả thế giới này đang rất sợ cái chữ đó, độc quyền về chính trị, độc quyền về tư tưởng, người ta đang muốn khác đi, thì mình cũng phải, đây là nói thêm thôi, ta phải suy nghĩ để dàn xếp cái nội bộ ta trước. Kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Bát Nhã, con tôi cũng đang đọc cái kinh gọi là kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm cũng bảo vậy thôi, kinh này là mẹ đẻ của chư Phật,
thì mà đẻ ra chư Phật đẻ ra được mình mà. Thành ra là vấn đề đó là ta đó là suy nghĩ, và tôi cũng sẽ tìm cách để đưa ra những câu trả lời cũng nháp thôi. Để chi vậy? Ta sống trong xã hội hài hòa, không có đụng, không có cảm thấy mình là số một, thiên hạ tất cả đều là hạng hai về mặt chân lý cũng như về mặt tác dụng xã hội. Còn lý thuyết mà dễ mà, các vị nói xã hội mà ai mà cứ tu theo đạo Phật là nó chuyển hóa. Thống kê đi, thống kê trước khi tu theo đạo Phật, sau khi tu theo đạo Phật, rồi trước khi tu theo cái đạo gì đó, sau khi tu theo đạo nào đó, phải điều ra, phải có cái phiếu câu hỏi rồi đưa vào trong xã hội, rồi mình thu về, rồi mình phân tích, rồi mình lý giải. Chứ mà nói theo kiểu suy luận ai nó không được. Nói kiểu suy luận, tôi nói một ngày tôi cũng suy luận được hết á, nhưng mà cái sức thuyết phục thật, cái tính khoa học cũng thấp. Và khi mà cái sức thuyết phục thấp, cái tính khoa học thấp, thì thầy trò ta quen biết nhau nói nhau nghe, mà thầy nói thì học trò đâu dám không khen. Mà học trò ta nói thôi có khen cho nó, cho nó vui để mà đỡ tự ái. Thì đó là những cái mà ta cần trăn trở thêm. Để chi vậy? Ta sống trong cái thế giới hài hòa hơn, ta sống với trong cái thế giới này mực thước hơn, ta sống với cái thế giới này mang lại hòa bình nhiều hơn. Đó là vấn đề cốt lõi. Xin được chia sẻ. Có vị nào xin phát biểu không? Có một vị giơ tay và một Phật tử có câu hỏi. Vậy thì ưu tiên cho sư cô trước ha. Rồi, mô Phật mời sư cô. Con kính nhá, đảnh lễ hòa thượng, con đảnh lễ thượng tọa và chư thiền đức tăng ni. Qua buổi sáng và buổi chiều con được nghe các diễn giả nói về thiền Vipassana, mà thường thường thì mình hay dựa vào hai bài kinh, là bài kinh Tự Niệm Xứ trong Trung Bộ và bài kinh Đại Niệm Xứ trong kinh Trường Bộ. Thì ở đấy mà con cảm thấy là mấy vị chưa khái quát được hai bài kinh đó cụ thể. Ví dụ mình niệm thân là có bao nhiêu, mình niệm thọ có bao nhiêu, niệm tâm có bao nhiêu, và niệm pháp có bao nhiêu. Và ví dụ như là con niệm thân đi, niệm hơi thở vô ra, vị tiếp theo đó rõ biết, tất cả đều phải rõ biết. Niệm thọ có bao nhiêu đề mục, 9 đề mục nội ngoại khổ lạc xả, nhưng 3 nhân 2 là 9. Còn niệm tâm có bao nhiêu, 16. Tham sân si vô tham, vô sân vô si, quảng đài không quảng đài, hay có định hay không có định, giải thoát hay không giải thoát. Và niệm pháp có bao nhiêu, ngay cả gọi là mình gọi là phiền não đi, có nghĩa là hôn trầm thùy miên, các cái chuyện cái á, rồi á ngủ uẩn, rồi cắn với cả cắn trừng tương tác với nhau tạo nên phiền não, đó cũng chính là đề mục để mình quan sát và mình thấy rõ. Và tất cả các đề mục trong bài kinh Tự Niệm Xứ ở Trung Bộ hay là Trường Bộ đều chốt cuối cùng một câu là vị tỳ kheo đó thấy rõ và biết rõ các pháp ấy. Và mình cái bài kinh đầu tiên của Đức Phật á, là ngài nói là dạ tha phu ta nha nát đa sa na, có nghĩa là ta có cái trí thấy biết như thật các pháp, thì mới đưa đến cái điều đó. Hay là cái đoạn cuối là quán nội thân ngoại thân, rồi thấy pháp sinh khởi rồi diệt, nhưng mà trước đó cũng phải thấy biết như thật. Có nghĩa là giống như thường tòa nói là tính tưởng chánh niệm tỉnh giác, đó là cái cốt, có nghĩa là cái khí quốc. Và tiếp theo mà cụ thể hơn là cái thấy biết như thật tất cả các trạng thái và mình không làm chủ được là cái gì, lý vô ngã. Thầy nói con không chấp nhận một điều là mình làm chủ các cảm giác và các trạng thái tâm lý, cái nữa nó đi ngược lại lý vô ngã. Mình không phải là thấy biết mà mình có cái tính chủ quan vào trong đó. Nên á, bản thân con thì cái quan trọng ở đấy vẫn là cái thể biết trong sáng và như thật các pháp, để mình biết cái tính vô ngã, vô thường. Mà đạo Phật mình là hay mình hay nói là mình hiểu được lý vô ngã, vô thường, thì các phiền não của mình tự động giới vần, giới dừng và cũng tự động chuyển hóa. Liệu có cái tối chuyển hóa trong đó hay không?
hay mình thấy cái gì ở trong đó. Dạ, đó là câu nhận thức của con. Xin cảm ơn sư cô, thư ký MC đã có cái sự chia sẻ là rất là sâu sắc. Sư Hoàng nghĩ rằng là sư cô cũng được đào tạo ở trong các cái ni viện, học Pali rành rẽ, lộ trình tu tập rõ ràng. Ví dụ ở ni viện là Viên Thông đi, là chư ni ở đó là phải học thuộc bản kinh niệm xứ bằng Pali, bằng tiếng Anh và bằng tiếng Việt, là triple version, chứ không phải là chỉ là one single version rồi. Học tiếng Pali, học tiếng Anh nữa, tiếng Anh phải chọn cái bản của ngài Thanissaro, hay là chọn của bản của ngài Bhikkhu Bodhi, hay là chọn bản của ai đó, đại khái là chọn một cái bản để học. Và bản tiếng Việt của Minh Châu nữa, ít nhất là 3 bản, và được các thầy giảng giải. Thôi thì câu chuyện này cũng còn nhiều điều để nói lắm, nhưng mà thôi để nhường lời cho một nam cư sĩ ở phía dưới. Cũng mời nam cư sĩ chia sẻ cái nhận thức của mình hoặc là đặt vấn đề để các thầy có thể là soi sáng. Dạ, con kính bạch thượng tọa, kính bạch hòa thượng, chủ tọa và hai vị diễn giả hôm nay. Thì vị diễn giả là thầy, con xin hỏi cái chỗ của thầy là cái bài tham luận của thầy có một đoạn đó là cái trợ duyên lý tưởng cho cái hành thiền Vipassana, nói chung là hành thiền nói chung. Nhưng mà hôm nay thì cái chủ đề của chúng ta là các phương pháp phong trào thiền Vipassana hiện nay, và cái bài tham luận của thầy ở trong cái khoảng này là cốt lõi thiền Vipassana trong Phật giáo, trong đạo Phật. Vậy thì thầy đưa ra có ba cái chỗ mà trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ có nói là gốc cây, ngôi nhà trống và khu rừng. Thì con nghĩ là trong cái thời đại hiện nay á, các phong trào thiền Vipassana rất là nhiều nơi, có nghĩa là nó không còn giống như hồi xưa nữa, mà đây là đã đi vào đời sống. Cho nên là làm sao để mình lan tỏa cái phong trào thiền này nó rộng hơn và nó dễ dàng hơn, giống như thực tập ở nhà, ở tất cả những nơi, để những phong trào này bây giờ không phải là chân tu nữa mà đã đi vào đời sống rồi. Đó thì con xin hỏi thầy, nếu như mà mình chia sẻ có ba cái điều kiện lý tưởng đó mà mình không nói rộng ra, thì giống như những Phật tử cư sĩ tụi con sẽ không có nói là ôi cha, nếu mà vậy thì mình khỏi hành thiền luôn. Đó là cái câu hỏi của con dành cho thầy. Và con cũng có một ý nháp, giống như vị chủ tọa hòa thượng, tự nhiên sư nói ý nháp cái con cũng thấy là ý nháp. Và trong cái câu cuối cùng của sư Phước Trí là vị ấy hướng đến chánh trí, chánh niệm để chế ngự tham mưu ở đời. Đó. Thì có thân đây, vị ấy hướng đến chánh trí, chánh niệm. Đó, thì để mà không chấp trước một vật gì trên đời. Thì riêng với thân con thì con cũng thấy là khi một vị mà quán thân thì sẽ nhận biết cái thân này nó là một cái vật ế trược, nó đau khổ. Và thực tế thì có thân này nó hỗ trợ mình để mình tu, nhưng nó là một cái ế trược, cho nên là mình không chấp vào nó, không chấp vào nó và không dựa vào nó, cũng không có tham ưu vào nó để mình nói à mình có sắc đẹp, mình thân mình là tuyệt vời. Đó thì mình sẽ khi mà mình nhìn thấy như thật cái thân này nó là cái ổ bệnh đấy, như Đức Phật nói là như con rắn độc nó có thể quay lại nó cắn mình đó, và bất cứ lúc nào. Vậy thì mình chấp nhận cái thân này nó như thật, nó là một ổ bệnh, nó là sẽ hoại bất cứ lúc nào trong thời gian một khắc hai khắc, bởi vì thân mình không tồn tại lâu, không phải là một hơi thở nữa mà nó còn ngắn hơn một hơi thở nữa. Khi chúng ta thở ra thì chúng ta không hít vô, chúng ta đã đi rồi. Đó, vậy thì chúng ta hãy chấp nhận nó để chúng ta không bám víu, không dựa vào nó, cũng không tin tưởng. Hôm nay chúng ta tưởng đâu chúng ta mạnh lắm, chúng ta tin tưởng, nhưng ăn cái ổ bánh mì thôi, bắt đầu có mấy vi khuẩn nó vô nó làm mình đau bụng và mình ngã xuống. Đó, cái đó là sức mạnh mình ý là gọi là sức mạnh ảo tưởng. Đó là cái
cái chỗ đó là con thấy là khi mình nhận rõ cái thân này là một ổ bệnh thì mình sẽ chấp nhận nó, và mình cũng không đua nó có thể già nua, nó có thể bệnh đau, mình cũng chấp nhận nó. Nó xinh đẹp thì mình cảm ơn, để mình dễ giao tiếp hơn một chút xíu, chứ cũng không phải là tin tưởng nó và dựa dẫm vào nó để rồi mình thất vọng. Dạ, con xin cảm ơn ạ. Dạ, một Phật, con bạch Hòa Thượng, bạch Thượng Tọa và bạch Thầy. Thì tại vì sư anh Khánh không có nói về lý lịch trực ngang, nên là con xin phép bổ sung một tí là anh Khánh là phụ tá của thiền sư Sarana, tổ chức các khóa thiền và đi theo thiền sư rất nhiều khóa thiền. Đó là con thêm một thông tin về như vậy. Dạ, kính bạch như vậy chú tọa đoàn. Dạ, kính thưa chú cư sĩ, thì hồi nãy chú có đặt câu hỏi cho chúng tôi, đó là ba nơi chốn mà chúng tôi cho rằng là địa điểm lý tưởng để hành thiền. Thì cái đó là Đức Phật nêu ra trong bối cảnh thời đại của Đức Phật. Và khi hồi nãy chúng tôi trình bày, chúng tôi có nói rằng đó là ẩn ý dụ ngôn. Trong bối cảnh thời nay, chúng ta phải tìm kiếm những cái nơi mà nó yên tĩnh, trong lành, không bị người khác làm phiền. Đó là nơi thích hợp để cho chúng ta hành thiền trong bối cảnh hiện nay. Chứ không phải là bây giờ chúng ta phải trốn vô khu rừng hay là gốc cây, hay kiếm ngôi nhà quan nào để chúng ta hành thiền. Dạ, cái ý của chúng tôi trình bày như vậy. Dạ, cảm ơn chú. Kính thưa quý vị, Sư Hòa nghĩ rằng là chúng ta đi vào kết thúc cái chương trình buổi chiều hôm nay là vừa. Trước khi kết thúc thì Sư Hoàng cũng xin đặt lại vấn đề cái pháp tu một chút xíu. Về pháp quán á, cơ bản á, trong bài kinh đó chúng ta có thể tóm lại tới 24 cái chi pháp. Cứ thân thọ tâm pháp mà nhân 3 lên là 12, mà nhân 3 là nhân 3 là quán nội, quán ngoại, quán nội ngoại. Như vậy là 4 3 12. Bây giờ cũng quán thân thọ tâm pháp, cũng quán thân thọ tâm pháp, nhưng mà quán là quán sanh, rồi quán diệt, quán sanh diệt. Như vậy nhân lên cũng nhân đôi lên, nhân đôi nhân cũng thân thọ tâm pháp chứ. Thân thọ tâm pháp mình nhân 3 lên như vậy cũng là 12. 12 trước chứ 12 sau là 24. Chưa nói tới từng phần thân. Thân nó có hơi thở, hơi thở nó tính chi tiết là 16 chập hơi thở, phải không? Rồi nói tới là niệm thân là quán bốn oai, niệm bốn oai nghi, niệm các tiểu oai nghi, rồi là quán ba hai tới ruột, đã ví dụ như thế, cũng nhân lên như thế nữa. Cho nên nổi cái niệm thân không đó là 12 chi pháp, mà rồi chúng ta cứ nhân lên. Và tương tự ví dụ là niệm pháp đi, niệm pháp cái nhóm đầu tiên là năm triền cái. Năm triền cái cũng là quán pháp sanh ở nơi là tham dục, quán pháp sanh ở nơi sân, tham sân, quán pháp sanh trạo cử, quán pháp sanh khúc đầu thị biên, quán pháp sanh ở nghi ngờ, và tương tự như vậy. Năm triền cái ở pháp diệt, rồi sanh diệt. Và như vậy rằng chúng ta có thể nói ở đây nó còn các pháp sau nó cũng tương tự như thế thôi. Thất giác chi ABCD nó cũng rất là chi ly. Như vậy thì bài kinh này nếu chúng ta mà khai thác cái phép quán là vô cùng chi tiết, để hành giả là mỗi mỗi đều thấy sự sanh diệt của nó, từ sanh đến diệt, rồi tiến trình sanh diệt đồng thời. Như vậy thì chúng ta mà thấy rõ cái tiến trình sanh diệt thì chúng ta chứng đạt cái lý vô ngã là cái chắc. Thấy rõ tiến trình sanh diệt là chúng ta chứng nghiệm cái lý vô thường là cái chắc, đúng không? Và chúng ta mà thấy được cái sự mà sanh diệt đó, chắc chắn là chúng ta cảm nhận cái sự khổ đau bức bối của cái thân tứ đại ngũ uẩn này trong từng phút giây là cái chắc.
Cho nên ngang qua những điều mà chúng ta được học gọi là khái quát hôm nay thì các vị cũng thông cảm rằng là bởi vì các diễn giả nghĩ rằng cái bài này trình bày 10 phút không ai trình bày lại cái lộ trình tu tập tứ niệm xứ một cách chi tiết, nên các vị chỉ trích một phần để triển khai, để nhấn mạnh, để đưa cái tâm mình vô, chứ các vị không có cố tình là trình bày một bài tứ niệm xứ một cách đầy đủ chi tiết. Cho nên chỗ này thì sư Phước Trí phải thông cảm đấy. Cho nên mình cũng thông cảm cho các bạn và các vị, và nhân đây cũng xin cung cấp cái reference để quý vị có thể tham khảo. Một là vô cái khoa Phật học từ xa, nơi đó cái môn thiền nguyên thủy, có môn thiền đại cương, có phần thiền nguyên thủy và thiền đại thừa. Thiền nguyên thủy là do sư cô Diệu Hiếu, không, sư cô Diệu Hiếu trình bày một cách là rất đầy đủ, cũng giảng về bài kinh niệm xứ, cũng giảng về niệm thân, cũng giảng về thiền chỉ thiền quán cơ bản. Và một cái nguồn nữa là vào cũng khoa vào từ xa, vô cái khoa Anh Văn Phật Pháp do ni sư Liễu Pháp giảng dạy. Bây giờ sư cô là giảng hết cái cuốn từ điển rồi, mà bây giờ bắt đầu đi qua giảng kinh Trung Bộ và đã vượt qua bài kinh số 10 rồi. Như vậy từng câu tiếng Anh được trích giảng và từng câu Pali được nêu ra. Ví dụ thế nào là quán thân trên thân, bằng tiếng Pali là gì, tiếng Anh ra sao, tiếng Việt ra sao, quán nội ngoại thân ra sao. Như vậy chúng ta có cái cơ hội tiếp cận văn bản học, từ đó chúng ta có thể là ngấm sâu, chứ không phải là nghe phớt. Kính thưa quý vị, bản kinh này sư Hoàng cũng đọc nhiều lần lắm ạ. Thậm chí đọc cái bản chú giải của Ngài Usilananda, đọc những bản chú giải khác nữa, nhưng mà nhiều chỗ vẫn chưa có tường lãm. Cái lý do là mình không có thể ngộ chứng đắc như là trong kinh đó, cho nên mình cũng hiểu một cách vừa chừng thôi. Cho nên hôm nay cũng là thú tội rất bình minh. Cho nên những gì mình đâu phải là mình hoàn hảo, mình biết hết đâu. Cho nên Ngài Minh Thành, Ngài nói Ngài chừa cửa hậu để Ngài đi, đó là Ngài nói Ngài xé nháp thôi, Ngài nói bản nháp thôi, chứ không phải là nhà bản chính thức để mà xuất bản đó. Cho nên là bao nhiêu lần giảng là bao nhiêu lần bản xé nháp, kính thưa quý vị. Và cuối cùng để một lúc nào đó sẽ có một cái bản để xuất bản cho đời bằng cái sự tu tập và chứng ngộ tự thân. Do đó kính bạch Trời Hòa Thượng, kính thưa hai vị diễn giả và thưa đại chúng, thời giờ thì đã hết 2:59 rồi. Thôi thì chúng ta kết thúc lúc 3 là vừa, để chúng ta ra nghỉ ngơi thư thả chút xíu, chụp hình lưu niệm, uống nước vân vân. Để rồi sau đó chúng ta đi lên khoảng 4:45 chẳng hạn, là chúng ta đâu 3:45 là chúng ta có mặt ở trên lầu 4 để chúng ta kết thúc cái chương trình của sinh hoạt chúng ta là lúc 4 giờ. Từ 4 giờ đúng không? 4:15 thôi, cho 4 giờ là chúng ta phải có mặt ở trên đó để chúng ta kết thúc cái chương trình. Do đó xin thay lời cho ban tổ chức hội thảo, chủ tọa cho cái phiên làm việc chiều hôm nay, rất kính ơn Hòa Thượng đã quan lâm đến đồng hành với chúng con và đã cung cấp nhiều cái thông tin cũng như cho chúng con nhiều cái version nháp, nhờ đó mà chúng con có thêm nguồn dữ liệu. Dạ. Xin trân trọng cảm ơn hết toàn thể các vị đã được chia sẻ. Bạch Hòa Thượng và Bạch Thượng Tòa, trong một phần nữa, phần đạo văn như thế. Mâu Ni Phật, ngưỡng mộ Bạch Hòa Thượng, bài Bạch Thượng Tòa, rất là hoan hỷ và may mắn cho đang hào học của chúng con được Hòa Thượng và Thượng Tòa bán những cái điều pháp nhũ dạy dỗ cho đang hào học của chúng con cố gắng học và hành thật tâm thật lực để mà không phụ lòng Hòa Thượng và Thượng Tòa. Và giờ đây buổi hội thảo của chúng ta cũng đã đi đến hồi kết. Xin mời Thượng Tòa đứng ra đây để mà trao văn giấy khen. Con thỉnh Thượng Tòa xuống trao văn giấy khen. Tỳ kheo Thích Duy Tuệ ạ. Đại chúng vào vỗ tay. Mời Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Hồ.